Một trạm nghiên cứu ở Bắc Cực làm dò rỉ ra một loại chủng bệnh hiếm có D. Những người mắc căn bệnh này trong vòng mấy ngày sẽ trực tiếp nôn ra một loại chất lỏng màu đen. Ngoài ra còn có một kiểu biến đổi khác nữa là trở thành cỗ máy phát tán bệnh, cứ thế điên cuồng tấn công những người khác. Một nhân viên ở căn cứ Atlanta đã gọi một cuộc gọi cấp cứu khẩn cấp. Sau khi nhận được tin tức, John đã lập tức họp mặt một nhóm tiến sĩ sinh học có tiếng. Theo tình hình nắm bắt được hiện tại thì trong trạm nghiên cứu có 3 người bị nhiễm bệnh. Trong đó có một người sau khi nhiễm bệnh vẫn chưa chết hoàn toàn. Sau khi biết điều này khiến Jack nghi ngờ. Trong trạm nghiên cứu đó có khoảng hơn 100 nhà nghiên cứu sinh học, vậy tại sao lại nhất quyết phải tìm đến bọn họ để cầu cứu? Lúc này John liền trực tiếp nói ra, người cầu cứu họ chính là em trai của Jack. Jack nghe xong nóng ruột lập tức cùng những người khác đi trực thăng tới trạm nghiên cứu. Trong chớp mắt bọn họ đã tiếp cận được trạm nghiên cứu bí mật này, người phụ trách của ngọn núi này đi ra để đón tiếp họ. Trước khi để họ đi vào, trên tay tất cả đều bị cấy ghép vào một con chip, để khi vào trong không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bên trong của trạm nghiên cứu không quá lớn. Nơi này được phân bổ thành 24 tầng ngầm và được đặt tên các bộ phận theo chữ cái từ A tới Z. Sau khi biết nơi này có khoảng trên 1.000 người làm việc, Jack lập tức cảm thấy lo lắng. Nhất định là còn có những chủng bệnh khác đang ẩn giấu. Anh nói với người quản lý, cung cấp cho mình thông tin của 3 nhà nghiên cứu đã nhiễm bệnh, còn có danh sách những người đã liên lạc ra ngoài trong 48 giờ vừa qua. Sau đó anh cùng Annie vào phòng nghỉ mặc quần áo bảo hộ. Mà cách quấn tay của bộ đồ bảo hộ này cũng khiến cho cô cảm thấy quen thuộc. Chớp mắt, Jack đã tới phòng thí nghiệm, người nằm trên giường hiện tại chính là em trai của anh tên Pet. Khắp người cậu ta đều là những mạch máu chằng chịt như màng nhện. Ngoài ra, theo như máy dò sự sống thì cậu ta sẽ không thể qua khỏi nổi đêm nay. Jack thử nói chuyện với Pet, gặp được anh trai của mình khiến cho Pet dường như khôi phục lại được một chút lý trí. Cậu ta rất nhanh nói ra được màu sắc của căn phòng, nhưng rồi sau đó tinh thần của cậu lại nhanh chóng biến trở lại trạng thái điên loạn. Nhưng may sao, Annie đã kịp thời tiêm cho Pet một liều thuốc an thần. Tiếp theo bọn họ bắt tay vào điều tra những thứ khác. Cô gái mập này được phân nhiệm vụ điều tra các con vật dùng trong thí nghiệm. Nhưng người bảo vệ ở đây vậy mà lại nói với cô ở đây không có con khỉ nào. Cô cảm thấy kỳ lạ vì tại sao một nơi lớn như vậy, các con vật sống dùng trong thí nghiệm lại không có khỉ. Không còn cách nào, cô chỉ đành lấy ra một con chuột bạch để kiểm tra, nhưng cần mất một chút thời gian. Bên phía này, Jack và Annie tìm thấy hai túi đựng xác khác. Khi mở túi ra thì bên trong xác chết chảy ra rất nhiều chất lỏng nhớt màu đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, khiến cho Annie ghê sợ nôn hết tất cả những gì từng ăn sáng nay ra. Sau khi xong việc, họ trở về phòng nghỉ và thảo luận cùng nhau. Xác chết ngoại trừ phần xương ra thì những bộ phận khác đều bị phân hủy. Cũng rất kỳ lạ là hiện tại Pet vẫn còn sống. Điều này chứng tỏ những nhà nghiên cứu ở đây mắc những chủng bệnh khác nhau. Jack lập tức đi tới phòng ngủ của em trai để tìm kiếm manh mối. Trong quá trình tìm kiếm, Jack phát hiện ra một chiếc USB. Sau khi mở ra thì bên trong ghi lại chính là nhật ký cuộc sống mỗi ngày của Pet. Thế nhưng trong lần Pet ghi hình cuối cùng, Jack đã tìm ra manh mối. Tuy rằng trong lời nói không hề có vấn đề gì cả, thế nhưng động tác ký hiệu tay này chỉ có hai anh em họ là hiểu được. Đây là vì hồi còn nhỏ hay dùng để ký hiệu khi chạy trốn. Cùng lúc này, cô mập đã tìm ra virus. Cô để con chuột bạch nhiễm bệnh này ở cùng với những con chuột bạch bình thường khác và cuối cùng đưa ra kết luận rằng virus không hề phát tán ra đường không khí. Lúc này khi John đang lấy mẫu nước thải thì bọn họ bất ngờ lại phát hiện ra lông của khỉ. Thế nhưng lúc nãy rõ ràng người bảo vệ kia khẳng định rằng trong viện nghiên cứu này không hề có khỉ, thật sự rất kỳ lạ. Chắc chắn có thứ gì đó đang được ẩn giấu trong ngọn núi này. Ngay sau đó cô mập và John nhanh chóng đi tìm kiếm toàn bộ viện nghiên cứu. Hai người từ trong một góc tối phát hiện ra một chiếc cửa sắt không để mở. John nhanh trí đi tìm kiếm nguyên liệu có sẵn ở đây, sử dụng ni tô lỏng và nguyên lý giãn nở và co lạnh, nhẹ nhàng mở được cánh cổng sắt kia. Kỳ quái hơn cả là họ phát hiện đằng sau cánh cổng sắt nhốt hơn 1.000 con khỉ, vậy mà bên trong phòng nghiên cứu kia đến cả một sợi lông khỉ cũng không hề có. Khi đang xem xét thì họ đột nhiên phát hiện có một con khỉ chạy qua. Khi John và cô mập định đuổi theo, thì con khỉ nhỏ kia lại bất cẩn chạy vào ngõ cụt. Chính vào lúc này, con khỉ nhảy ra. Cô mập lập tức kêu John kiểm tra vết thương của mình. Sau khi xác nhận một lúc thì cô cúi đầu xuống nhìn, hóa ra con khỉ này chính là vật chủ mang virus. Những sự việc kỳ lạ cứ đến liên tục không ngừng. Viện nghiên cứu phát ra cảnh báo Pet vậy mà có thể thoát khỏi dây chói từ ống thông khí chạy ra ngoài. Việc này thật sự làm sao có thể làm được. Thế nhưng không kịp giải thích, bọn họ phải lập tức chạy đi đóng ống thông khí lại. Sau đó đưa vào ống một lượng khí gây mê có nồng độ cao. Loại khí gây mê này hoàn toàn có thể khiến một người bình thường chết. Jack cuối cùng đưa ra một yêu cầu, hãy để anh đưa xác chết của em mình về. Anh mặc đồ bảo hộ và đi vào bên trong ống thông khí. Lúc này anh vừa hay phát hiện ra dấu vết loại chất lỏng màu đen chảy ra từ thân những người nhiễm bệnh, nhưng do đường ống quá hẹp và mỗi một đường ống đều có các đường ống nối trên dưới trái phải chồng chéo lên nhau. Quá trình anh ấy tìm kiếm này, những người mắc chứng sợ bị giam cầm nên trực tiếp tua qua.
bởi vì nếu xem quá lâu thì sẽ cảm thấy bị ngộp thở, ngay vào thời điểm Jack cảm thấy như mình có thể bị nghẹt. Tuy rằng anh ấy không hề nhìn thấy, nhưng anh ấy đã nghe thấy âm thanh. Jack quay lại phía có âm thanh phát ra, thì nhìn thấy một người đang nằm ở bên trong ống thông khí. Thế nhưng người này không phải là Pet đã chạy thoát. Sau đó bọn họ liền đưa thi thể người đàn ông kia ra ngoài. Người đàn ông này là một nhân viên bảo vệ của viện nghiên cứu. Khi được kéo ra thì phát hiện tay của anh ta đã bị cụt mất. Vào đúng lúc này, John đang đứng ở phía bên ngoài của viện nghiên cứu. Anh ta đặt một chiếc vệ tinh nhỏ trên mặt đất, sau đó dùng điện thoại gửi đi một chuỗi mã hóa. Vào lúc John đang chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy trên mặt đất cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Hơn 1.000 con khỉ bên trong viện nghiên cứu vậy mà đều bị đóng băng hết tại nơi này. Đợi đến khi John trở về viện nghiên cứu, thì phát hiện ra tất cả nhất cửa nhất động của anh đều bị người phụ trách và các tiến sĩ sinh học theo dõi hết. Họ vậy mà nói với John về chủ nhân thật sự của mình. Nhưng có điều kỳ lạ là mấy tiến sĩ kia đều bị giữ lại hết ở căn phòng đó. Lúc này bên trong viện nghiên cứu, Pet, người đang bị nhiễm bệnh, đang tiếp cận một căn phòng, dùng con chip trên một tay đã bị đứt để mở cửa căn phòng. Tới ngày tiếp theo, người bị tấn công không hề chết đi. Mấy người kia nói rằng dường như Pet đang muốn tự khống chế bản thân, cậu không hề tấn công mà chỉ hôn lên người họ. Nhưng rồi mọi người đưa ra phỏng đoán có vẻ Pet đang cố ý phát tán virus trên diện rộng. Hôm qua có tổng cộng 5 người bị tấn công, trong đó có 2 người mất tích không có nguyên nhân. Có vẻ như bọn họ đang cố ý trốn tránh. Bên này, ở một góc trong phòng thí nghiệm, cô mập đang bí mật giải phẫu cơ thể của con khỉ bị nhiễm bệnh. Đột nhiên cửa sắt mở ra, sau đó một tiến sĩ bị nhiễm bệnh xuất hiện ở phía sau lưng của cô mập. Thế nhưng lúc này cô ta vẫn còn giữ được một chút ý thức của bản thân. Trong miệng cô ta lặp đi lặp lại từ kẻ nói dối và biến khỏi đây không ngừng. Cô mập nhân lúc cô ta không chú ý liền chạy khỏi, nhưng bị bắt lại xém chút nữa là bị cô ta hôn lên mặt. May thay, sau đó người kia ngã gục xuống đất. Lúc này cô ấy mới có thể nhẹ nhõm đi một chút. Để giảm bớt sự đau khổ của người bị nhiễm bệnh, Annie một mình đi vào trong kho để lấy thuốc an thần. Dù nhìn thấy cửa đã bị mở sẵn nhưng cô cũng không hề để ý. Trong lúc cô lấy thuốc rồi chuẩn bị rời đi thì Pet đột nhiên từ đâu xuất hiện. Sau đó cậu ta mở miệng và nói ra tên một ngọn núi rồi nhanh chóng đi lên ống thông khí rời đi. Biết chuyện, Jack ngay lập tức chạy đến kho thuốc. Từ trong góc tường họ phát hiện ra mấy chai thuốc an thần. Jack cảm thấy nhất định là Pet đang muốn khống chế bệnh tình. Đây là chuyện tốt. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tìm ra cậu ấy. Lần này John là người chủ động tiến vào ống thông khí, mà những người khác ở phía dưới đang dùng thiết bị để giúp John dò tìm Pet. Một bóng đen vụt qua, thế nhưng anh ấy chỉ nghe thấy một âm thanh, quay mặt ra thì liền bị tấn công. Sau đó mọi người ngay lập tức giải cứu John ra khỏi ống. Khi cởi đồ bảo hộ ra kiểm tra thì John không hề bị nhiễm bệnh. Lúc này người bảo vệ đột nhiên nhận được một thông báo, từ thí nghiệm đã tìm kiếm ra một phát hiện lớn. Annie nhờ người quản lý đưa mình đi tới phòng thí nghiệm của Pet. Khi cô phát hiện ra đoạn video của Pet thì không hiểu sao ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cô phát hiện ra Pet đã từng tiêm cho chuột hai loại chưa từng được biết tới. Sau đó cô ấy bày tỏ rằng mình muốn tạm giữ những thứ đồ này để xem xét và nghiên cứu nó sâu hơn. Thấy vậy nụ cười của người quản lý cũng từ từ mất đi, bởi vì kết quả của thí nghiệm lúc đó chính là nguyên nhân gây ra virus hiện tại. Nó được phân làm hai chủng bệnh, loại A sẽ khiến cho chuột bạch biến thành những chất nhầy màu đen, còn loại B sẽ khiến cho chuột điên cuồng và tấn công những vật sống xung quanh mình. Mà loại chủng B chính là chủng bệnh mà Pet đang mắc phải. Bây giờ cậu ta không khác gì một cỗ máy truyền nhiễm bệnh. Bên này những tiến sĩ bị nhiễm bệnh bắt đầu có dấu hiệu trở nên cáu kỉnh. Họ vậy mà bắt Fanny lại làm con tin. Mọi người vốn định trực tiếp sử dụng vũ lực để giải quyết. Thế nhưng lúc này Jack đột ngột xuất hiện. Anh đến và xoa dịu cảm xúc của những vị tiến sĩ kia. Jack cởi bộ đồ bảo hộ của mình ra, khiến cho họ cảm thấy họ với những người bình thường khác không hề khác nhau. Sau khi mọi việc ổn lại, Jack liền trấn an Fanny, bởi vì lúc nãy cô ấy đã thật sự rất sợ hãi, đến cả bàn tay đeo găng chuẩn bị tiến hành thí nghiệm của cô ấy cũng run lên không ngừng. Lúc này cô mập đột nhiên đem theo một người muốn chạy trốn khác tới phòng. Hơn nữa cô ta còn khẳng định bản thân đã phát hiện ra một điều rất quan trọng. Nhưng khi họ đưa người phụ nữ kia vào bên trong phòng cách ly, xin lỗi em yêu, những chuyện kỳ quặc cứ xuất hiện mãi không ngừng. Người bảo vệ căn cứ phát hiện một trong những vị tiến sĩ kia vậy mà lại muốn lái xe trượt tuyết rời khỏi nơi này. Cho dù biết cơ hội để rời khỏi nơi này là bằng không, nhưng anh ta vẫn muốn rời đi. Thấy vậy, người bảo vệ bước tới phía trước, sau đó rút ra một con dao nhỏ trực tiếp đâm người kia. Cô gái này đang tắm. Lúc mở mắt ra thì nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện trong bóng tối. Đối phương không nói lời nào cứ thế tiến lên phía trước. Dù cô gái cật lực dùng sức muốn phản kháng, nhưng người kia cứ vậy khống chế lây nhiễm bệnh cho cô. Thật ra người đàn ông này chính là mầm bệnh mang virus. Cậu ta thông qua việc hôn người khác mà lây bệnh ra cho rất nhiều người ở căn cứ Bắc Cực. Mà kẻ chủ mưu của tất cả những việc này chính là người phụ trách của ngọn núi đặt căn cứ nghiên cứu này. Trên cơ thể của hắn ta có một bí mật. Jack tới phòng tắm và phát hiện ra Annie. Lúc này tinh thần của cô đang rất hoảng loạn. Đối diện với câu hỏi của Jack, cô ấy lại tỏ ra bản thân chỉ là bị ảo giác, bởi vì do khối lượng công việc mấy ngày nay quá nhiều.
Sau khi biết Annie không sao, Jack liền rời khỏi phòng của cô. Thế nhưng lúc này anh đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong ống thông khí. Anh đi theo âm thanh kia đi tới một căn phòng. Lúc này Jack dường như cảm nhận được sự tồn tại của Pet ở đây. Thế nhưng tìm một vòng quanh phòng vẫn không thấy bất kỳ ai. Chính vào lúc này, cứu em. Cứu em. Nói xong Pet trực tiếp ngã xuống đất. Lúc này trong viện nghiên cứu, các tiến sĩ sinh học khác đang bị tiến hành kiểm tra lộ trình đi lại. Đây thật ra cũng là một giải pháp tốt. Thế nhưng đang tranh cãi thì Jack đưa theo Pet trở lại. Lúc này người phụ trách và thuộc hạ của ông ta có chút căng thẳng. Jack nói rằng chính Pet là người chủ động tìm tới nhờ anh giúp đỡ. Để ngăn chặn bệnh tình bị phát tán rộng rãi, người phụ trách sai thuộc hạ đưa Jack xuống tầng sâu nhất của viện nghiên cứu. Đây là nơi đã từng thực hiện rất nhiều nghiên cứu sinh học đáng sợ. Vì vậy bọn họ đã sớm biến nơi này thành một tầng cách ly đặc biệt. Mỗi một căn phòng và thiết bị ở đây đều là những thứ tách biệt. Sau đó Jack cùng những người khác họp mặt, bọn họ một lần nữa phân công cho nhau. Penny là người phụ trách kiểm tra xét nghiệm xem ai là người đã bị nhiễm bệnh. Cô Mập tiếp tục giải phẫu khi để xem có thể phát hiện thêm gì không. Thế nhưng khi John và cô Mập quay trở lại nơi thực hiện giải phẫu, xác của con khỉ kia vậy mà đột nhiên không cánh mà bay. Vô cùng kỳ lạ, chuyện này nhất định là có người cố ý làm. Khi cô Mập đang muốn chạy đi tìm người phụ trách để hỏi cho ra lẽ, thì John ngăn cô lại và nói mình có thể tìm thêm một con khỉ khác cho cô. Chớp mắt anh đã đưa cô Mập đi ra bên ngoài viện nghiên cứu. Không sai, nơi này có rất nhiều khỉ, hai người trực tiếp lấy mẫu luôn tại chỗ. Cô Mập phát hiện ra dường như có gì đó không đúng. Cô liền hỏi tại sao John lại biết nơi này có nhiều khỉ như vậy. Thấy John có vẻ ấp úng, cô Mập lập tức quay người rời đi. Nhưng lúc này John mở miệng nói rằng anh ta đã sớm biết nơi này có virus lây lan. Tới đây chỉ là vì nhận được thông báo khẩn cấp của cấp trên sai tới đây, điều tra cho rõ ràng mọi việc. Thấy vậy, cô Mập mới có thể tạm thời bớt đi lo lắng. Lúc này, bên trong viện nghiên cứu, mấy người này đột nhiên gặp phải một tiến sĩ bị nhiễm bệnh đang chạy trốn. Cô ta không ngừng tiến lên phía trước nói bọn họ hãy cứu mình. Giây tiếp theo cô ta liền bị bắn. Thấy vậy, Jack nhanh chóng chạy tới phẫu thuật khẩn cấp cho cô ta. Anh thành thục lấy ra viên đạn, sau đó trách móc người bảo vệ kia. Sao lại ra tay bắn một người đang muốn kêu cứu như vậy? Thế nhưng người bảo vệ kia lại nói nếu như Jack cầm theo một khẩu súng trên người, thì anh cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Nhưng Jack lại chắc chắn mình sẽ không ra tay với bệnh nhân như vậy. Nói xong thì quay người rời đi. Lúc này trong phòng thí nghiệm, Penny và Annie đang khẩn trương thử nghiệm kiểm tra virus. Nhờ vào nỗ lực thử nghiệm cả một ngày trời của cả hai người, cuối cùng cũng có thể đem đi thử nghiệm trên mỗi cá thể người sống được rồi. Nếu như bị lây nhiễm virus thì màu mẫu thử sẽ ra màu xanh lục. Vào lúc Penny bắt đầu đi thử nghiệm bên ngoài, thì Annie cũng lấy ra một chiếc tăm bông tự thử nghiệm trên cơ thể mình. Nhìn thấy mẫu thử không có đổi màu, cuối cùng sự lo lắng trong lòng cô cũng vơi đi. Bên này, cô Mập đem mẫu của khỉ đi thí nghiệm kiểm tra, thì phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Vì để việc nghiên cứu thu được kết quả tốt hơn, họ đã chiết tách ra thêm nhiều mẫu thử khác để so sánh kết quả. Thế nhưng quá trình này sẽ mất thêm vài tiếng đồng hồ. Đột nhiên hiện tượng kinh khủng xảy ra, khiến cho cô Mập vội vàng tiêu hủy mẫu thí nghiệm. Chuyện kinh khủng vừa rồi khiến cô Mập bắt buộc phải đi hỏi người phụ trách xem rốt cuộc là họ muốn nghiên cứu cái quái quỷ gì. Nhưng cô đã bị ngăn lại, John nói rằng trước khi chuyện này chưa được làm rõ, thì không thể để người phụ trách phát hiện, nếu không sẽ bị ông ta biến thành tượng đá, như mấy con khỉ ở ngoài viện nghiên cứu này. Không chỉ là cô Mập, Jack lúc này cũng đang đối chất với người phụ trách. Anh yêu cầu ông ta nói cho mình biết toàn bộ mọi chi tiết của đợt thí nghiệm này. Jack thậm chí còn lấy việc mình ở Atlanta là tiến sĩ số 1 để gây sức ép lên người phụ trách. Vừa nhìn là đã biết loại virus lần này rất bất thường. Lúc này người phụ trách cuối cùng cũng mở miệng nói ra toàn bộ sự thật về loại bệnh đáng sợ đang lây lan nhanh chóng trong viện nghiên cứu ở Bắc Cực này. Atlanta đã phái 5 tiến sĩ hàng đầu đến đây để giải quyết mối nguy. Họ dùng 24 giờ để nghiên cứu ra phương pháp nhận biết bệnh tình. Người nhiễm bệnh mẫu thử sẽ hiện màu xanh lục. Họ đưa những người nhiễm bệnh tới cách ly ở tầng hầm chuyên dụng nằm ở phía dưới cùng của viện nghiên cứu. Jack đã nhờ nhân viên an ninh đưa những người đầu tiên bị nhiễm bệnh tới đây. Lúc nhân viên an ninh mở cửa, một người phụ nữ từ đâu lao tới. Cũng may lực tay của anh mạnh và nhanh, cuối cùng đã thoát được khỏi người kia. Sau khi buổi lấy mẫu kết thúc, Annie yêu cầu Penny cũng hãy thử mẫu xem có bị nhiễm bệnh không. Nhưng Penny lại rất tức giận, cô thật không ngờ đồng đội lại không tin tưởng mình. Để làm hài lòng sự hiếu kỳ của Annie, Penny cũng lấy mẫu và thử. Lúc này bảo vệ đột nhiên chạy tới báo tin, nghe được tin có người bị nhiễm bệnh chạy trốn. Người đàn ông trực tiếp hét lớn, khiến cho những người ở tầng cách ly bắt đầu chạy loạn lên. Chỉ trong giây lát tầng cách ly đã bị mất kiểm soát. Nghe thấy tiếng gầm gừ của người nhiễm bệnh, lại càng khiến cho tất cả mọi người thêm rối loạn. Lúc này một người nhiễm bệnh tiến tới tấn công nhân viên an ninh.
Jack lập tức chỉ đạo mọi người trở lại phòng cách ly. Nhìn thấy người nhiễm bệnh tấn công người khác, Annie cuối cùng cũng nhớ lại sự việc phát sinh vào tối hôm trước. Điều này khiến cho cô không có cách nào tin là sự thật. Lúc này súng của người bảo vệ kia cũng bị rơi ra đất. Khi người nhiễm bệnh kia đang định chạy tới tấn công Annie, thì Jack đưa súng lên bắn. Anh ấy đã phá vỡ lời thề mà mình vừa mới chắc chắn, như đinh đóng cột mấy tiếng trước. Khi anh chuẩn bị đưa Annie đi ra khỏi tầng cách ly, thì lại bị cô từ chối. Rõ ràng cô cũng đã bị nhiễm bệnh mất rồi. Sau khi sự việc xảy ra, Jack buộc người quản lý phải nói ra nguyên nhân ông ta nghiên cứu loại bệnh này. Viện nghiên cứu này đang tiến hành nghiên cứu một thí nghiệm bí mật, đó là đem tất cả các chủng bệnh đã từng lây lan trước đó hợp lại làm một, rồi nghiên cứu một loại thuốc có thể đồng thời trị khỏi toàn bộ các loại bệnh kia. Loại thuốc này đã được nghiên cứu thành công, phân thành hai loại A và B. Thông qua thử nghiệm, cả hai loại thuốc đều cho thấy tỷ lệ chữa khỏi là 100%. Thế nhưng tỷ lệ gây tử vong của loại thuốc A cũng là 100%, còn tỷ lệ gây tử vong của loại thuốc B là 80%. Dù sao điều quan trọng nhất hiện giờ vẫn là ngăn chặn sự lây lan của virus, thế nên người phụ trách chỉ đành đem những người nhiễm bệnh nhốt xuống tầng cách ly để họ tự sinh tự diệt. Jack nói rằng vào buổi tối, anh sẽ liên lạc với Atlanta xin gửi quân hỗ trợ tới. Lúc này Annie tại tầng cách ly không còn nghĩ mình là một tiến sĩ nữa. Khi cô đang muốn cởi áo bảo hộ ra thì phát hiện ra trong túi quần có giữ mẫu thử của bản thân. Nhìn thấy xong, cô lập tức chạy đi xác nhận căn bệnh này đã có sự biến hóa. Có thể những người đã thử ra mẫu màu trắng cũng đã bị nhiễm bệnh. Cô điên cuồng chạy tới phòng cạnh để gọi điện thoại, nhưng khi Annie phát đi thông báo thì bên ngoài viện nghiên cứu có sự việc xảy ra. Có người đã đặt một quả bom hẹn giờ phía dưới tháp vệ tinh, hiện giờ nơi này đã mất đi phương thức liên lạc. Thấy vậy Annie lại càng gấp gáp. Việc này có thể khiến cho viện nghiên cứu này hoàn toàn mất khống chế. Cô mập thông qua 2 ngày 3 đêm không ngừng nghiên cứu, cuối cùng cũng có được thành quả. Thế nhưng John đứng phía sau này lại bày ra một vẻ mặt nguy hiểm. Khi cô mập đang muốn đi báo tin, John liền tiêm lên người cô một mũi thuốc, khiến cho cô mập trực tiếp ngã khụy. Sau đó ngụy tạo hiện trường thành tai nạn nghiên cứu, rồi xoay người rời đi. Jack bên này không hề biết, một trợ thủ đắc lực của mình đã bị sát hại. Anh vẫn đang tranh cãi với người phụ trách của trung tâm nghiên cứu, vì ông ta muốn để tất cả những người bị nhiễm bệnh tự sinh tự diệt. Những người ở dưới tầng cách ly cũng bắt đầu phản kháng, bọn họ yêu cầu tắt hệ thống lọc không khí. Họ cho rằng nếu làm như thế này thì qua mấy tiếng nữa, những người phía trên kia cũng sẽ thả họ ra vì tình trạng thiếu hụt khí oxy. Nhưng tất nhiên là tiến sĩ Annie sẽ không đồng ý với cách làm này của họ, thế là cô bị họ đuổi ra ngoài. Nhưng phía cuối hành lang, một người bí ẩn mặc bộ đồ được trang bị đầy đủ gọi cô qua đó. Trong lúc cô bị một người bệnh đuổi theo, may mắn có một cánh tay bí ẩn cứu cô. Sau đó bọn họ nhìn nhau đầy sự cảnh giác, và bọn họ đều biết rằng mầm bệnh không thể lây lan qua đường không khí. Lúc này người kia mới bỏ mũ xuống. Nhưng bây giờ không còn thời gian để nói chuyện nữa, bởi vì không chỉ tầng cách ly, tiến sĩ của những tầng khác cũng có thể đã bị nhiễm bệnh, bởi vì mẫu thử sẽ không thể hoạt động chuẩn 100%. Đồng thời lúc này, một nữ tiến sĩ tìm đến Penny, cô ta trực tiếp đi vào trong phòng, sau đó đưa cánh tay của mình ra, đây chính là triệu chứng của việc bị nhiễm bệnh. Sau đó Penny liền thử mẫu cho cô ta. Thông qua mẫu test, cô ta hoàn toàn bình thường. Penny cho rằng cô tiến sĩ kia đã quá lo lắng rồi còn khuyên cô ta hãy uống một cốc nước ấm để bình tĩnh lại. Jack với tư cách là trưởng nhóm nghiên cứu và cũng là anh trai của Pet, anh ấy lúc này đang dốc hết sức lực để cứu em trai mình. Nhìn thấy em trai đau đớn như vậy, anh ấy dự định sẽ dùng loại thuốc ức chế mới được tạo ra, đem thử nghiệm lên người của Pet. Sau đó người phụ trách lấy ra một loại thuốc đã được đóng lạnh và đem đi tiến hành giã đông. Ông ta đối với cách thức giải quyết của Jack có chút không hài lòng. Theo như ý muốn thì ông ta muốn đem thuốc trước tiên đi thử nghiệm trên chuột bạch trước. Thế nhưng Jack trực tiếp bấm xác nhận đưa thứ thuốc có màu vàng này tiến vào người của Pet. Sau khi được tiêm thuốc, các triệu chứng của cậu ta đã được thuyên giảm. Jack đi tới bên cạnh Pet kiểm tra sự thay đổi. Lúc này bên trong phòng Penny phát hiện ra điều bất thường. Nữ tiến sĩ kia cứ không ngừng nói chuyện với không khí. Lúc Penny đang chuẩn bị rời đi, không được đi. Cô ta không muốn bị đem tới tầng cách ly. Penny định rời đi thì bị cô gái kia nói một câu giữ lại. Cô ta nói sau mấy chục phút quan sát, cô ta phát hiện ra trong người của Penny có một khối u. Triệu chứng của cô là hay nói lắp bắp, chân tay run rẩy, đây là triệu chứng của bệnh nhân bị ung thư. Vì để nữ tiến sĩ kia giữ kín bí mật này, Penny cho phép cô ta ở lại phòng của mình. Sau đó cô tới tìm Jack. Khi Penny chuẩn bị nói gì đó thì Pet tỉnh lại. Lúc này cậu ta vậy mà lại có thể giao tiếp được. Penny bước vào và cũng không trực tiếp nói ra việc kết quả test có thể bị sai. Cô chỉ nói viện nghiên cứu trừ tầng cách ly ra, thì những tầng khác mọi người cũng có thể đã bị nhiễm bệnh. Nghe xong Jack không hề hoảng sợ. Anh liền nói với Penny hãy chuẩn bị thêm những mẫu test khác nữa. Ưu tiên hàng đầu bây giờ của anh là hỏi xem Pet rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra.
Tuy rằng có thể giao tiếp, nhưng những lời Pet nói ra đều là những ký ức khi còn nhỏ của hai người họ. Ký ức hiện tại của cậu dường như chỉ dừng lại ở quá khứ. Sau đó bọn họ phát hiện virus trên người của Pet dường như đã hoạt động trở lại. Sau đó Jack quay trở lại trước mặt Pet. Lúc này anh chú ý rất kỹ vào lời nói của Pet. Đột nhiên phát hiện có khoảng mấy chục giây, Pet đã lấy lại được thần trí. Cậu ta chỉ nói rằng căn phòng màu trắng, còn có dường như trong núi có người quen biết Annie. Sau khi nhận ra tim của Pet đã ngừng đập, hai người lập tức ứng cứu. Người phụ trách bảo thủ hạ của mình mở ra một cánh cửa. Nơi này có thể đi tới tất cả các tầng. Ông ta cùng thủ hạ đi tới phòng điều khiển, nơi mà những người nhiễm bệnh đang làm loạn. Ông ta bày tỏ bản thân mình tới đây vì ý tốt, và cũng không biến sự việc thành to, vì vậy nên mới một mình đi tới đây. Ông ta hy vọng mấy người kia đừng quá hoảng sợ, ông đảm bảo tới buổi tối, sẽ điều trị cho tất cả mọi người. Thấy vậy người đàn ông liền buông vũ khí trong tay xuống, rồi khôi phục lại hệ thống lọc không khí, ngay vào lúc hai người chuẩn bị rời khỏi. Rất rõ ràng đây mới chính là mục đích của người phụ trách. Sau đó ông ta nói với thủ hạ của mình hãy tự trở lại tầng trên. Ông ta muốn ở lại tầng cách ly này làm nốt một số chuyện nữa. Cuối cùng người phụ trách đi tới nơi sâu nhất của tầng cách ly. Ông ta không hề sợ hãi đi lên đối mặt với người đang bị nhiễm bệnh kia. Nhìn thấy người phụ trách người bị nhiễm bệnh kia đột nhiên lại có chút tỏ ra sợ hãi. Lúc này ông ta tới trước một bức tường rồi tự làm bị thương chính mình. Annie ở dưới tầng cách ly vẫn đang cố gắng khuyên tất cả mọi người hãy đoàn kết. Thế nhưng những người bên trong không ai mở cửa cho cô. Đột nhiên trước mặt có người xuất hiện. Nhìn thấy vậy Annie lập tức tìm một nơi giúp người phụ trách băng bó vết thương. Sau đó hai người đưa ông ta trở lại chỗ hành lang hẹp khi nãy. Thế nhưng hai người họ không hề biết đèn ở đây đã bị người phụ trách làm vỡ. Họ chỉ đành dùng chiếc đèn nhỏ để soi đường chậm rãi đi về phía trước. Nhưng vào lúc họ để người phụ trách ngồi xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy âm thanh. Người phụ trách cầm theo chiếc đèn kéo theo Annie vào bên trong căn phòng bên cạnh, sau đó nhanh chóng chặn chiếc cửa sắt lại. Thế nhưng Annie vẫn còn muốn đi cứu Anna. Tôi không có nhìn thấy cô ta. Sau đó hai người không ngừng trốn khỏi sự truy đuổi của người nhiễm bệnh, thế nhưng hai người họ cứ như là bị gắn định vị trên người. May thay lúc này Anna xuất hiện kịp thời cứu hai người họ. Cuối cùng hai người họ tiến hành băng bó đơn giản cho người phụ trách. Thế nhưng lúc này trong đầu Annie đột nhiên hiện ra một ký ức. Hóa ra do cô quá bận rộn nên thậm chí đã quên đi mất chuyện mình đã bị nhiễm bệnh. Và Anna chính là người do chính cô tự tưởng tượng ra. Những gì mà Anna đã làm, không ai khác cũng chính là những gì Annie đã làm. Đồng thời lúc này, Jack tới phòng thí nghiệm và phát hiện ra xác của cô mập. Sau đó anh bắt đầu từ từ suy ngẫm. Người bảo vệ thì cho rằng đây là do sự cố ngoài ý muốn trong lúc thí nghiệm gây ra, mà Jack thì lại cho rằng đây chắc chắn là một vụ án cố ý giết người. Anh ấy tức giận vì đồng đội của anh đã có tới hai người bị giết hại. Điều đáng lo nhất lúc này của chúng ta không phải là virus, Jack nói. Sau đó người bảo vệ đưa Jack tới phòng giám sát. Thế nhưng đoạn thời gian lúc cô mập bị giết lại đột nhiên bị gián đoạn. Anh ta thấy rất kỳ lạ, bởi vì chỉ có anh và người phụ trách biết tới căn phòng này. Thấy vậy Jack chỉ đành chuẩn bị tự mình khám nghiệm tử thi để tìm ra sự thật. Khi Jack vừa rời đi, người bảo vệ từ trong camera nhìn thấy John. Lúc này anh ta có mặt ở trong viện nghiên cứu, đi tới tìm một vài nhà nghiên cứu khác để hỏi về một người. Vì sự việc anh ta hỏi đã xảy ra quá lâu, nên những tiến sĩ khác đều đã không còn nhớ rõ. Sau khi xác nhận thì đúng là ở nơi này đã từng có vị tiến sĩ đó, nhưng anh ta không biết tại sao đột nhiên người đó lại biến mất. Còn có ở đây mọi người hay truyền miệng nhau rằng người kia đã bị nhốt trong một căn phòng trắng. Lúc này người bảo vệ đột nhiên xuất hiện trong căn phòng. Anh ta đưa John đến một căn phòng khác. Người bảo vệ biết hết mọi chuyện mà John đã làm. Cô mập cũng là do hắn ta giết. Thế nhưng hiện tại cả hai đều đang nắm giữ điểm yếu của nhau, thế nên không thể nào ra tay được. Xong việc John chạy đến tìm Jack, nhưng Jack lúc này không hề có bất cứ sự nghi ngờ gì với John. John nói dối rằng lúc ở trong phòng thí nghiệm cô mập đã nhắc đến một vị tiến sĩ tên là Jack. Thấy vậy Jack nhanh chóng đi tìm kiếm thông tin của người đó, nhưng anh không hề tới gặp người phụ trách mà tìm tới người bảo vệ kia, gây áp lực để anh ta nói ra sự thật cho mình biết. Cuối cùng người bảo vệ nói ra chính là John và đưa Jack tới phòng của John để tìm kiếm chứng cứ. Chỉ có như vậy mới có thể trực tiếp tìm ra những điều xấu xa mà John đã từng làm. Quả nhiên người làm nổ vệ tinh của viện nghiên cứu chính là anh ta. Hơn nữa John còn sử dụng vệ tinh loại nhỏ để liên lạc với tổ chức. Kết quả nghiên cứu của cô mập cũng bị đánh cắp. Hắn ta còn cuỗm hết tất cả thông tin về tiến sĩ Jack và căn phòng màu trắng cho bên kia. Nhưng khi Jack vừa quay đầu thì người bảo vệ đã đột nhiên biến đi đâu mất. Hóa ra anh ta đã mặc đồ bảo hộ và đi tới nơi gọi là căn phòng trắng đó. Mà tất cả những điều này đều nằm trong sự tính toán của John. Bên này Jack đang đi tìm người để hỏi về căn phòng màu trắng. Căn phòng màu trắng chính là vòng cực bắc ở bên ngoài căn cứ nghiên cứu của họ. Lúc này người bảo vệ đã đi tới điểm cuối,
Đây chính là nơi cất giữ chủng bệnh D. Thế nhưng một đòn tấn công bất ngờ khiến anh ta ngã xuống đất. Người đến chính là John, anh ta lập tức đem theo đầu của tiến sĩ Jack rời đi. Sau đó John đem mẫu chứa virus tới địa điểm được chỉ định. Vào lúc anh ta đang liên hệ với bên kia thì bị một đòn giáng xuống. Người bảo vệ cởi hết quần áo và giày giữ ấm của John ra, rồi trực tiếp cẩn thận cầm chiếc đầu lâu mang chủng bệnh D rời đi. Không quá mấy tiếng đồng hồ sau, cơ thể của Jack đột nhiên bị một ai đó kéo đi. Khi anh ta tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong một căn phòng. Người phụ nữ kia nói rằng mình là dân sống ở đây. Cô nghi ngờ John có liên quan tới chuyện những đứa trẻ bị mất tích gần đây. Đối mặt với một John không trung thực, cô gái lập tức làm ra hành động cảnh cáo. Cô cho John thời gian 2 ngày, sau đó phải đưa theo cô vào căn cứ nghiên cứu để xác nhận xem điều cô nghi ngờ có đúng hay không. Mà lúc này trong viện nghiên cứu, bệnh tình của Andy đã bước vào giai đoạn cuối. Cô tức giận vì tại sao vết thương của người phụ trách chỉ trong vòng mấy tiếng đã có thể khỏi. Nhưng lúc này Annie không hề nhận thức được bản thân cô đã gặp nguy hiểm mất rồi. Khi cô định chạy ra mở cửa thì bị phát bệnh, cả người cô co giật rồi ngã nhà xuống đất. Đợi tới khi cô tỉnh lại thì người phụ trách lại cứ liên tục chiếu đèn pin vào mắt cô, rồi lấy ra lọ thuốc có chứa chất lỏng màu đỏ, trên đó ghi chú một chữ S. Sau khi bị tiêm xong, Annie lại cứ vậy ngất đi. Bên kia, nghiên cứu của Jack cũng đã có sự tiến triển. Anh nói Penny tới xem sự khác biệt của mẫu soi dưới kính hiển vi. Lúc đầu Penny không hề phát hiện ra điều gì, nhưng sau khi Jack nhờ cô xem kỹ thêm một lần nữa, Penny đã phát hiện ra điểm bất thường. Chủng bệnh D này không phải tự nhiên sản sinh mà là có người nghiên cứu ra. Biết chuyện, Jack liền chạy đi tìm người phụ trách để hỏi cho ra lẽ. Anh thật sự không hiểu ông ta định dùng loại bệnh này để âm mưu điều gì. Chủng bệnh này qua tay ông ta đã biến đổi một cách kinh khủng. Thế nhưng người phụ trách lại bày tỏ bản thân chỉ là muốn điều chế thuốc tốt hơn cho những người khác. Mà nội dung nghiên cứu cụ thể thì chỉ có Pet là người biết rõ. Nghiên cứu đã có tiến triển, hai người bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Việc mà họ bắt đầu chuẩn bị làm bây giờ cũng giống như những gì mà hôm qua cô Mập đã nghiên cứu. Nhưng bọn họ bây giờ không có lớp phòng vệ, khiến cho chủng bệnh D trực tiếp khuếch tán ra ngoài, không tới mấy giây liền rải rác khắp nơi. Thấy vậy, Jack nhanh chóng dùng bình thuốc ức chế chủng bệnh D xịt lên chúng. May mắn thay là nó đã có tác dụng, thực tế đã chứng minh nhiệt độ thấp sẽ có thể áp chế được sự phát triển của chủng bệnh này. Sau đó hai người chạy tới chỗ của Pet, để bên cạnh người của Pet rất nhiều túi đá, máy đo sự sống vậy mà đã có phản ứng. Thấy vậy, hai người liền tới gặp tiến sĩ S. Jack trực tiếp bước vào phòng của tiến sĩ S. Anh biết rằng tiến sĩ S đang tiến hành một thử nghiệm mới, và thử nghiệm này đã có kết quả. Nhìn thấy nghiên cứu khoa học của mình được Jack đón nhận, đã vậy còn đồng ý cho mình thực hiện thử nghiệm trên người, S rất hài lòng. Sau đó bọn họ đưa Pet tới nơi thí nghiệm của S. Cỗ máy này của anh ta có thể khiến con người duy trì được hô hấp hàng mấy tiếng dưới nước, nhưng bắt buộc phải dùng loại chất lỏng đặc biệt do S chế tạo ra mới có thể khiến cho Pet bị làm lạnh toàn thân. Sau đó S khởi động máy, chất lỏng màu xanh lam thuận lợi chảy vào bên trong bộ đồ. Nhìn thấy Pet có triệu chứng đuối nước, S nói rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường. Penny muốn chạy tới dừng cỗ máy lại nhưng bị Jack ngăn cản. Lúc này cỗ máy có phản ứng, nhiệt độ cơ thể của Pet đã giảm xuống dưới 20 độ. Cơ thể của cậu ấy đã có những phản ứng yếu ớt. Rõ ràng, mọi thứ đã có tác dụng, thế nhưng Pet vẫn hôn mê như cũ. Suy ra tác dụng lên cơ thể cậu ấy vẫn chưa nhiều. Ở cửa của phòng thí nghiệm, người phụ trách đang đứng quan sát. Sau đó ông ta yêu cầu người bảo vệ đưa mình đi tìm xác của John. Hai người đêm đó ra đi bên ngoài viện nghiên cứu. Thế nhưng thi thể kia đã không cánh mà bay. Người phụ trách rất thận trọng và xác định rằng John có thể đã được người khác đem đi. Khi ông ta đang tìm nguyên nhân vụ mất tích của John thì có một chiếc máy bay bay tới. Chiếc máy bay này chắc chắn không phải là quân viện trợ mà là thành viên của tổ chức mà John đang làm việc. Lúc này, Annie sau khi bị người phụ trách để lại tầng cách ly đã tỉnh lại. Kỳ lạ là cơ thể cô đột nhiên lại hết bệnh, nhưng con mắt của cô đã bị biến đổi. Không còn cách nào khác, cô đành bịt mắt lại rồi đi. Nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động lớn, cô trong phút chốc rơi vào hoảng loạn. May thay người bị nhiễm bệnh kia nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên đã rời đi. Annie chậm rãi quay đầu, xác nhận người kia đã đi. Cô bị đẩy ngã ra sau, vào lúc cô sắp bị tấn công, thì người bị nhiễm bệnh kia đã bị cô dùng mắt trực tiếp đuổi đi. Mà tất cả chuyện này là bởi vì người phụ trách đã tiêm cho cô loại thuốc có màu hồng. Lúc này, người phụ trách đang tiếp đãi khách quý ở cửa của viện nghiên cứu. Đối phương trên người trang bị vũ trang đi tới trước mặt họ. Người phụ nữ tự xưng là người đứng đầu tổ chức. Bọn họ cũng sớm đã nghe danh của tiến sĩ Jack. Sau đó bọn họ họp mặt khẩn cấp. Người phụ nữ kia bày tỏ căn cứ nghiên cứu Bắc Cực này là dự án đầu tư của cô ta. Và đúng là vậy, người phụ trách căn cứ tỏ ra vô cùng cung kính với cô ta. Vì để khiến Jack nhanh chóng chế tạo ra thuốc chữa bệnh, nên Sid đồng ý đáp ứng tất cả những yêu cầu của Jack. Mà Jack thì cũng chỉ có duy nhất một yêu cầu, đó chính là đem Annie tới chỗ của anh.
bởi vì cô là thành viên cốt cán không thể thiếu được của nhóm họ. Sau đó, Sid gọi người phụ trách ra ngoài nói chuyện riêng, cô không nói hai lời trực tiếp động tay với ông ta. Dự án mà Sid bỏ tiền ra đầu tư là virus cùng với thuốc chữa, thế nhưng ông ta lại chỉ chế được ra virus. Sid yêu cầu người phụ trách trong vòng một tuần phải chế được ra thuốc chữa bệnh. Chỉ có như vậy mạng sống của ông ta mới có thể được bảo toàn. Mà dựa theo yêu cầu nơi này trừ người phụ trách ra, thì sau khi thuốc chữa bệnh được nghiên cứu thành công tất cả những người khác đều phải bị diệt khẩu. Còn bên đội được gửi từ Atlanta sẽ có người lo liệu. Nhìn thấy Sid chuẩn bị đi tới tầng cách ly để đón Annie, người phụ trách trực tiếp mở cánh cửa bí mật, chớp mắt đã đi tới căn phòng nơi Annie ở. Lúc này Annie vô cùng yếu ớt, vào lúc cô đem triệu chứng bệnh của mình nói cho người phụ trách biết, khiến cho ông ta vui mừng thiếu chút là không thể kiềm chế được. Sau đó người phụ trách nhanh chóng giúp Annie che đi đôi mắt, nhưng vào lúc đang băng nó lại, ông ta vậy mà lại rơi nước mắt. Đồng thời bên này, Jack bên trong phòng thí nghiệm đã cảm thấy có gì đó không đúng. Thông qua cử chỉ và lời nói của Sid, Jack cảm thấy chuyện cô ta tới đây không phải chuyện tốt. Vì vậy bọn họ quyết định sẽ trì hoãn thời gian chế tạo ra thuốc. Sau đó Sid bắt đầu để người của mình trang bị vũ khí cẩn thận, vì bọn họ vẫn chưa gặp qua người nào bị nhiễm bệnh, vậy nên không biết rốt cuộc sức chiến đấu của chúng là như thế nào. Lần này bọn họ cũng mặc áo giáp và trang bị đầy đủ vũ khí. Một lúc sau xuống tới tầng cách ly, nơi này hoàn toàn yên ắng, không có bất cứ dấu vết sự sống nào. Mấy người không ngừng tiến về phía trước, thế nhưng vào lúc họ mở cánh cửa ra, một người bị nhiễm bệnh trực tiếp lao tới tấn công. Trong chớp mắt Sid dùng súng lục giải quyết người kia, nhưng cô ta không ngờ được tiếng súng đã thu tới càng nhiều người bị nhiễm bệnh hơn nữa. Trong chốc lát những người bị nhiễm bệnh đã xuất hiện khắp các lối đi. Mấy người sau khi phát giác ra nguy hiểm liền tạm thời trở về tầng an toàn trước. Lúc này người phụ trách đã đưa Annie quay trở lại, thế nhưng ở cửa có một người xuất hiện. Hóa ra cô gái này từ nhỏ đã bị người phụ trách lừa gạt và cô cũng chính là chị gái của ông ta. Thấy chị mình, người phụ trách bèn đưa một chiếc hộp gỗ cho Annie, rồi bảo cô trước tiên cứ về phòng thí nghiệm nghỉ ngơi trước. Hóa ra người phụ trách có một người anh em sinh đôi. Vào lúc ông ta lên 4 tuổi, người anh em kia đã bị bắt cóc, mà người có thể cho ông ta biết được sự thật lúc đó chính là John. Người mà John từ đầu đến cuối vẫn luôn liên lạc chính là Sid. Bởi vì anh ta không thể bí mật giải quyết chuyện lần này, mà để cô ta phải đích thân đem người tới. Tuy rằng Sid ra tay với John khá mạnh, thế nhưng quan hệ giữa hai người họ lại khá là thân thiết. Annie trở về phòng thí nghiệm, thần trí và trạng thái cứ mãi mơ mơ hồ hồ. Mà lúc nãy người phụ trách có đưa cho cô một chiếc hộp gỗ, bên trong đó đựng một cặp kính áp tròng. Khi Annie đang nghi ngờ thì Jack từ đâu bước vào, hai người trực tiếp chạy đến ôm lấy nhau. Jack rất tò mò không biết làm sao mà Annie có thể quay trở về đây, và tại sao cô có thể khỏi được bệnh. Lúc này Annie ngẩng mặt lên thì Jack phát hiện màu mắt của Annie đã chuyển sang màu trắng. Thế nhưng chuyện này bây giờ không phải là vấn đề, vì vấn đề đau đầu lớn nhất đã tới rồi. Người nhiễm bệnh đi vào trong thang máy mà họ vừa rời đi khỏi tầng cách ly, sau đó chui lên lỗ thông khí, từ bên trên quan sát những người đang đi lại ở phía dưới, mà mấy người bên trong phòng thí nghiệm lúc này không hề phát hiện ra. Penny và Jack đều rất tò mò lý do tại sao bây giờ Annie vẫn bình an vô sự, vì cô rõ ràng đã bị nhiễm bệnh rồi. Chính vào lúc này, Annie đột nhiên trêu đùa hai người họ. Sau đó viện nghiên cứu phát ra cảnh báo, thấy vậy Jack lập tức chạy đi ra cửa kiểm tra. Hóa ra là do người nhiễm bệnh đã phá hoại kho chứa đồ ăn của họ. Bọn họ sau khi nhiễm bệnh không phải hoàn toàn mất đi ý thức, hơn nữa còn giống như họ đã lập ra một kế hoạch có tổ chức và rất kỷ luật. Bên này, người phụ trách đang bị giam giữ. Jack đang muốn tìm người phụ trách để nói về chuyện người nhiễm bệnh làm loạn, nhưng khi anh tìm được ông ta lại cứ không chịu nói ra bất kỳ chuyện gì. Ông ta chỉ nói với Jack rằng mạng sống của Annie hiện tại đang nguy hiểm, bởi vì nếu như Sid phát hiện ra trong người Annie có kháng thể virus, thì cô ta sẽ biến Annie trở thành vật thí nghiệm. Lúc này, Annie không hề biết nguy hiểm đang tới gần. Cô vừa chạy ra mở cửa thì bị Sid lập tức khống chế. Lúc này Jack chạy đến thì Sid đã không cho bất kỳ người nào ra vào nơi này nữa rồi. Đồng thời, cô ta nói rằng mấy tiếng nữa Annie sẽ bị mang đi nghiên cứu. Trong phòng Annie nhanh trí phát hiện ra lỗ thông khí. Lỗ thông khí của căn cứ nghiên cứu này có thể thông tới bất kỳ nơi nào. Thế nhưng cô không hề biết rằng, bên trong lỗ thông khí lúc này đang có vô số những người bị nhiễm bệnh. Vào lúc Annie đi tới một góc thì bị một người nhiễm bệnh đi tới. Thế nhưng kỳ lạ là người kia không hề tấn công Annie. Bên này, Jack và Penny đang lén lút tìm cách cứu Annie rồi sau đó rời khỏi chỗ này. Bọn họ đi tới chỗ tên lính canh nói rằng mình cần đồ để tiến hành nghiên cứu. Tuy rằng tên kia có chút hoài nghi nhưng vì để có thể chế ra thuốc trị virus, nên hắn chỉ có thể làm theo yêu cầu đi tìm thứ đó. Sau đó bọn họ không ngừng tính toán đo lường. Lúc này khi Penny đi lấy một lọ thuốc, tay cô không thể nào ngừng run rẩy. Đột nhiên trên lỗ thông khí có tiếng động phát ra, đó chính là Annie. Rất may là bọn họ đã tắt hệ thống liên lạc trong phòng nên bọn lính canh không nghe thấy. Jack nói Annie hãy đi tìm người phụ trách, còn hai người bọn họ sẽ đối phó với Sid. Sau đó Jack nói với lính canh bên ngoài, nói rằng thuốc đã được chế tạo thành công, bảo hắn ta hãy gọi Sid tới nghiệm thu kết quả. Nhìn thấy Sid bước vào phòng thí nghiệm, Jack mặt không biến sắc đưa đồ cho Sid kiểm tra kết quả. Nhưng chính vào lúc này thì kính hiển vi phát nổ.
Hai người nhanh chóng chạy khỏi phòng thí nghiệm, rồi chạy vào một căn phòng khác để trốn khỏi sự truy đuổi. Đột nhiên một đài phát thanh của căn cứ truyền đến nói, Sid và thủ vệ của cô ta chỉ là bị thương nhẹ, và bây giờ cô ta dùng mạng sống của Pet để uy hiếp Jack, và muốn Jack trong vòng một tiếng phải xuất hiện trước mặt cô ta. Cho dù biết lần này đi lành ít dữ nhiều, nhưng Jack vẫn muốn thử. Lúc này Penny lấy ra một thứ, cái này là một loại đồ có thể trong giây lát hạn chế chuyển động của con người, bằng sóng siêu âm. Lúc này Annie đã tới được căn phòng nhốt người phụ trách. Khi hai người đã bàn bạc xong chuyện sẽ đi cứu Jack, người phụ trách vậy mà tiêm thuốc an thần cho Annie. Bên này, Jack đã đi tới căn phòng mà Sid nói. Nhìn thấy Jack, Sid lập tức lấy đi sự sống của Pet. Thế nhưng lúc này trong phòng đột nhiên ngắt điện, Penny thành thạo dùng máy khuếch đại âm thanh chế ngự đối phương, Pet cũng bị những người nhiễm bệnh khác đưa đi mất. Trong phòng chỉ còn lại Sid và thủ hạ của cô ta, thế nhưng khi mọi người quay lại căn phòng điều khiển, thì Annie đã không còn ở đây nữa rồi. Bởi vì Sid đã để lại thủ hạ của mình bắt Annie đưa khỏi căn cứ nghiên cứu này. Cuối cùng một mình người phụ trách đi tới gặp Sid. Hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi, vào lúc Sid buông lỏng cảnh giác, người phụ trách liền trực tiếp ra tay. Ông ta ra tay nhanh như chớp, không quá 2 giây Sid đã bị khống chế hoàn toàn. Xong việc người phụ trách rời khỏi căn cứ, ông ta đưa thủ hạ của mình tới căn phòng trắng. Rồi sau đó đặt đầu của Sid vào bên trong thùng chứa. Cuối cùng đầu của cô ta sẽ bị niêm phong ở đây vĩnh viễn. Thế nhưng phiền phức liên tục kéo đến. Trong quá trình dọn dẹp tầng cách ly, Jack cảm thấy có gì đó không ổn. Toàn bộ người nhiễm bệnh ở tầng này đều đã biến mất. Khi Jack đang nói chuyện với người phụ trách thì phát hiện ra một lỗ thông khí, mà đây chính là lối để đi tới tầng dưới. Nhưng trước đó theo như lời nói của người phụ trách thì đây đã là tầng thấp nhất rồi. Biết sự việc đã bị bại lộ, người phụ trách chỉ đành mở miệng. Vốn dĩ viện nghiên cứu Bắc Cực này chỉ có 24 tầng dùng để nghiên cứu sinh học, nhưng hiện tại đã xuất hiện thêm tầng thứ 25. Và nơi này cũng là nơi ẩn nấp của lũ xác sống. Không biết bọn chúng đang thực hiện một nghi thức gì đó, mà khiến cho xác sống đang nằm trên mặt đất kia đột nhiên tỉnh dậy. Hắn ta đi tới bậc thềm qua nhất, không sai, bọn chúng đã biến đổi, bây giờ mỗi xác sống đều có cho mình ý thức. Mà những người ở phía tầng trên không hề có ý định sẽ tiêu diệt bọn chúng. Bởi vì người phụ trách nói với mọi người, tất cả người bị nhiễm bệnh đều ở tầng thứ 25, và bên tổ chức không thể liên lạc được với Sid, thì họ sẽ phái thêm càng nhiều những người biến đổi đáng sợ khác tới đây. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là làm thế nào để tiêu diệt virus. Mấy người họ thương lượng kế hoạch, năng lực của người nhiễm bệnh có thể bị ức chế khi gặp nhiệt độ thấp. Jack lợi dụng điểm này để trực tiếp phân nhóm, người phụ trách và Penny đi phá hỏng hệ thống kiểm soát nhiệt độ của căn cứ. Jack và Annie cùng nhau đi xuống tầng 25 để tiêu diệt virus. Hai người thuận lợi đi theo chỉ dẫn của người phụ trách bí mật đi xuống tầng này. Chỗ này chỉ có duy nhất một cửa sắt. Đi xuống, Annie kinh Jack với cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Những người bị nhiễm bệnh đều đã bị đóng băng đứng yên bất động. Xem ra nhiệt độ thấp thật sự có thể khiến bọn họ bước vào trạng thái ngủ đông. Thế nhưng hai người vẫn phải tiếp tục cẩn thận. Sau cùng hai người cũng thuận lợi vào được căn phòng cất giữ dữ liệu về virus. Nhưng khi cả hai đang tìm kiếm virus thì một chuyện xảy ra khiến họ rất ngạc nhiên. Tất cả các loại virus từng khiến dịch bệnh bùng phát ở các nước trên thế giới đều có. Căn phòng này vậy mà lưu lại tất cả. Những virus này một khi bị dò dỉ ra ngoài có thể tàn phá tất cả loài người. Bên kia, Penny khi đang làm nhiệm vụ đột nhiên mắt mở ra rất to. Đồng tử của cô ấy bị giãn và không ngừng nói những điều kỳ quặc. Sau đó cứ vậy mà ngã nhào ra đất. Thấy vậy người phụ trách bật lại hệ thống sưởi của căn cứ. Lúc này hai người ở dưới tầng 25 tìm thấy lọ chứa mẫu virus đã bị trống rỗng. Đồng thời ngoài cửa những người nhiễm bệnh đã từ từ tỉnh lại. Thế nhưng Annie vẫn còn muốn tiêu hủy chỗ virus hiện có này. Thế nhưng Jack ngay lập tức kéo cô rời đi. Lúc này những xác sống bên ngoài đã dần dần khôi phục. Trước khi bọn chúng hoàn toàn khôi phục trạng thái thì họ phải rời khỏi đây. Vào lúc hai người chuẩn bị đi lên tầng, Annie phát hiện nơi này vẫn còn một cánh cửa dẫn tới một tầng khác sâu hơn nữa. Cửa sắt phía bên kia thì đang bị xác sống điên cuồng đập phá. Dù vậy thì Annie vẫn cố chấp muốn xuống, không còn cách nào khác, Jack chỉ đành đồng ý. Nhìn thấy mọi thứ ở trong tầng này khiến Annie nhớ lại cảnh tượng nhà của cô lúc nhỏ. Nơi này với nhà cô giống y như nhau. Ký ức khi đó bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn trong đầu của cô. Tuy rằng không nhớ rõ nhưng cô chắc chắn nơi này giống y như nhà của cô. Cô muốn đi tới hỏi người phụ trách sự thật. Vào lúc hai người vừa mới bước lên, Pet đã mang theo những xác sống khác tới bao vây họ. Thấy vậy Annie lập tức bước lên phía trước. Không hiểu sao những xác sống kia lại sợ hãi mà không dám tiến lên nữa. Cứ vậy Annie nhìn chằm chằm vào chúng rồi hai người rời khỏi. Lúc này bên kia người phụ trách đang kiểm tra cho Penny. Sau đó ông nhìn thấy vết phẫu thuật khối u trên lưng cô. Người phụ trách lập tức đưa cô tới phòng cấp cứu. Bọn họ không thể ngờ được Penny lại mắc một căn bệnh nghiêm trọng như vậy.
Annie sau đó đi tìm người phụ trách để hỏi về chuyện lúc nãy. Cô tới phòng làm việc của người phụ trách, thấy Annie đến nhưng ông ta lại tỏ ra khá thản nhiên. Sau đó ông ta lấy một nửa tấm ảnh ra đưa cho cô, sau đó lại đưa thêm một nửa tấm ảnh khác. Đây chính là bức ảnh khi Annie còn nhỏ. Người phụ trách nói rằng ông ta chính là cha của Annie, sau đó còn trực tiếp tháo áp tròng xuống. Đôi mắt này của ông ấy có thể chứng minh điều ông nói là sự thật. Thế nhưng Annie lại không thể nào chấp nhận được sự thật này, sau đó quay người rời đi. Mà lúc này ở cửa của căn cứ nghiên cứu, tiến sĩ S vậy mà lại lấy ra chủng virus đã bị biến mất trước đó. Sau đó hắn ta chỉnh lý đồ đạc và rời khỏi trung tâm nghiên cứu. Biết được chuyện, Jack lập tức phân tích phương hướng mà hắn ta sẽ đi. Toàn bộ căn cứ Bắc Cực nếu như không có xây dựng hệ thống cách nhiệt thì không quá 24 tiếng hắn ta cũng sẽ chết. Mà theo như thông tin của vệ tinh, nơi gần nhất với căn cứ nghiên cứu này có một căn nhà bỏ hoang, đi bộ cũng chỉ mất 12 tiếng. Sau khi xác định, hai người lập tức lên đường xuất phát. Cho dù người phụ trách có khuyên nhủ hết lời cũng không có tác dụng gì. Dường như điều ông ấy sợ là họ sẽ lại phát hiện ra thêm điều gì đó khác nữa. Hai người ra trong đêm lái xe đi tới địa điểm trên vệ tinh chỉ dẫn. Khi vừa mới bước vào nơi này, họ đã tìm thấy Ed. Tên kia vô cùng kích động, hắn ta lúc này đang liên lạc với thủ lĩnh tổ chức. Ed bị tiền làm cho mờ mắt, vì lạnh quá nên chân của hắn ta cũng bị chậm lại. Jack có thể dễ dàng khống chế được hắn. Ed vẫn chưa biết thủ đoạn tàn ác của thủ lĩnh tổ chức kia, còn tin tưởng rằng bọn chúng chắc chắn sẽ cho người tới cứu mình. Hai người nhìn thấy bên trong căn phòng có dây điện. Một lúc sau, cả hai đã khôi phục được mạng lưới điện của nơi này. Annie định liên hệ với bên Atlanta cầu chi viện. Thế nhưng vào lúc này, tia hồng ngoại chiếu vào không ngừng. Hóa ra bên ngoài có lính bắn tỉa đã khóa chặt mục tiêu trong căn nhà. Nhưng hắn ta chỉ đứng bắn ở bên ngoài. Jack cũng phán đoán rằng hắn chỉ có một người. Dù vậy nhưng lúc này sinh mạng của hai người vẫn đang gặp nguy hiểm. Vào lúc Jack định thu hút sự chú ý của đối phương để Annie rời đi, họ phát hiện bên dưới có một cánh cửa dẫn tới tầng hầm. Khi cả hai đi xuống thì nghe thấy có âm thanh kỳ lạ. Đi sâu vào trong thì họ bắt gặp có một người đầu trọc, có cặp mắt giống như Annie đang bị trói bằng xích sắt. Thần trí của người đàn ông này cũng có vấn đề. Đối mặt với câu hỏi của hai người vậy mà hắn ta cứ luôn hồ ngôn loạn ngữ. Sau đó hắn ta nói mình đã bị nhốt dưới này hơn 30 năm rồi, mà kẻ làm vậy chính là người phụ trách. Hắn còn nói bản thân mình và Annie là cùng một loại người. Hắn còn nhắc tới cả thủ lĩnh của tổ chức kia nữa. Tổ chức đó rất lớn, có hơn 500 người quản lý. Sau đó, Annie bày tỏ rằng cô muốn đưa người đàn ông này về căn cứ cùng họ. Nhưng Jack thì cho rằng người này rất nguy hiểm, không nên phóng thích hắn ta. Sau khi hai người thương lượng xong thì quay lại chỗ người đầu chọc kia. Hắn ta lén lút nói cho Annie biết một bí mật rằng họ là người bất tử. Và cái giá phải trả cho sự sống vĩnh hằng chính là cái chết vô hạn. Bọn họ cho dù 40 ngày không ăn uống thì vẫn có thể sống tốt. Thấy vậy, Jack lập tức kéo Annie rời đi. Người đàn ông liền nhanh chóng giật thứ đồ ở trong tay của Annie và tự sát. Vào lúc hai người đang đóng băng tại chỗ, thì người của tổ chức kia đã tìm đến bọn họ. Thế nhưng mấy nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều. Là người vệ sĩ kia, bọn họ sau đó tiêu hủy nơi này. Annie cầm theo chủng bệnh kia vứt vào bên trong đám lửa. Sau khi trở về viện nghiên cứu, người phụ trách bày tỏ rằng tên đàn ông đầu chọc kia là người đã giết chết mẹ Annie. Còn việc liên quan đến người bất tử thì ông ta không hề nhắc tới. Lúc này nhịp tim của Penny đột nhiên ngừng lại. Thấy vậy mấy người họ nhanh chóng cấp cứu. Vì để cứu được Penny, Annie đưa ra một quyết định to gan. Cô mang một bộ phận trên cơ thể mình cấy ghép cho Penny. Nhờ vậy mà mạng sống của Penny tạm thời không bị nguy hiểm. Đầu Jack lúc này hoàn toàn mù mịt. Rốt cuộc nơi này còn chứa bao nhiêu bí mật kinh thiên động địa nữa. Lúc này người phụ trách đột nhiên chặn tin nhắn của tổ chức kia. Sau đó ông ta đi tới cánh cửa sắt lấy ra rất nhiều bom hẹn giờ. Ông ta bắt đầu lắp đặt ở các góc của viện nghiên cứu. Vẻ mặt của ông ta cũng vô cùng nghiêm trọng, rốt cuộc đã có chuyện đáng sợ gì xảy ra nữa vậy? Người phụ trách thậm chí còn lắp đặt ở tầng thứ 25. Sau cùng ông ta tìm Jack nói anh hãy đưa tất cả mọi người đi trốn, nhưng Jack thật sự không hiểu bây giờ họ còn có thể đi đâu. Lúc này người phụ trách liền nói ra rằng, bên tổ chức sẽ phái những lính đặc công hàng đầu tới đây, tới khi họ tới ông ta sẽ cho nổ toàn bộ căn cứ nghiên cứu này. Dưới hầm có một lối thoát, biết được việc này khiến người bảo vệ rất ngạc nhiên. Dù anh ta có quyền truy cập vào tất cả bản thiết kế của trung tâm nghiên cứu, hơn nữa anh ta từ nhỏ đã lớn lên ở đây, vậy mà anh ta lại không biết ở đây còn có một nơi ẩn nấp bí ẩn. Đồng thời lúc này, những người nhiễm bệnh ở trong viện nghiên cứu cũng bắt đầu hành động. Một nữ tiến sĩ đang lăn lên trên sàn phòng thí nghiệm để tìm kiếm đồ ăn, thì nhìn thấy có một chút đồ ăn vứt trên đất. Thế nhưng khi cô ta đang ăn ngấu nghiến, thì phát hiện ra có một món ăn ngon trong lò vi sóng. Những người này là người nhiễm bệnh đã bị đột biến, bọn họ đang muốn truyền nhiễm bệnh cho tất cả các sinh vật trong trung tâm nghiên cứu Bắc Cực này. Những người biến dị này luôn luôn sử dụng máu của mình làm chất dẫn. Sau đó quan sát động thái của những người trong viện nghiên cứu, cuối cùng cũng đợi được thời cơ lây bệnh cho họ.
Bởi vì những người trong viện nghiên cứu phải trốn khỏi đoàn người được tổ chức phái đến, vậy nên họ đã sắp xếp cho tất cả các tiến sĩ cùng ở trong một căn phòng bí mật. Thế nhưng chuyện này vừa hay lại đúng ý của những người biến dị. Họ lấy máu của mình đổ vào bên trong vòi cứu hỏa, sau đó kích hoạt đường ống phun. Trong giây lát, tất cả tiến sĩ trong viện nghiên cứu đều bị tưới máu của họ. Khi Jack biết được chuyện thì đã quá muộn rồi. Hiện tại trong viện nghiên cứu chỉ có mấy người bọn họ là còn bình thường. Jack đột nhiên nhớ tới thử nghiệm của mình ngày hôm qua. Nếu như những người nhiễm bệnh đã sợ lạnh, thì họ sẽ sử dụng việc giảm nhiệt độ để khống chế những người kia. Jack thử thêm thuốc chữa bệnh vào bên trong chất lỏng đã làm lạnh. Sau khi thí nghiệm trên người chuột bạch, kết quả đã khiến họ rất ngạc nhiên. Người phụ trách và Annie là hai người bất tử. Họ trực tiếp đi tới tầng của người biến dị. Khi vừa quay đầu lại thì gặp phải Pet. Người phụ trách không nói gì, lập tức bắn ra chất lỏng. Sau khi cậu ta bị áp chế, Annie trực tiếp đưa thuốc giải vào trong người Pet. Sau khi bị tiêm thuốc, Pet không ngừng co giật trên đất. Không quá 2 giây, tất cả chất độc bắt đầu bị thải ra ngoài. Nhìn thấy thủ lĩnh ngã dưới đất, những người biến dị khác lao lên. Thế nhưng đối mặt là người bất tử, những người biến dị không có cách nào tấn công họ. Hai người không ngừng áp chế những người biến dị bằng những bình thuốc. Không tới một tiếng, những tiến sĩ trong viện nghiên cứu đều đã được đưa tới phòng chữa trị, để bọn họ ở đây từ từ đào thải chất độc trong người. Ngay lúc này, căn cứ phát ra cảnh báo, mấy người khẩn cấp mặc đồ bảo hộ và vũ khí. Họ bây giờ là tất cả sức mạnh chiến đấu còn lại của căn cứ nghiên cứu này. Là người của tổ chức, bọn họ đã phái người tới đây. Mấy người từ trong bóng đêm nhìn thấy cảnh tượng kinh người. Vô số những xe trượt tuyết đang tiếp cận tấn công căn cứ nghiên cứu này. Vào lúc mấy người họ định quyết chiến tới cùng, thì tất cả những xe mô tô kia đột nhiên tắt hết đèn. Mấy người tiến lên kiểm tra thì tất cả những chiếc xe kia đều là tự động. Còn những kẻ thật sự xâm nhập căn cứ thì bay từ trên xuống. Lúc này nhóm người của tổ chức đã tiến vào căn cứ. Mọi người đưa người phụ trách tới phòng an toàn. Người phụ trách không ngừng kêu họ hãy khởi động chương trình tự hủy. Nhưng nếu làm vậy, những người bên trong kia đều sẽ chết. Vào lúc Jack đang do dự, đối phương đã vào trong thang máy của viện nghiên cứu. Các tiến sĩ còn tưởng đây là quân viện trợ. Thế nhưng không đến mấy giây, tất cả người bên trong thang máy chỉ còn lại là xác chết. Thấy những người khác cứ mãi không tới đây, Jack quyết định nhấn nút nổ. Nhưng sau khi nhấn nút, bom trong căn cứ lại không hề nổ. Người của tổ chức biết họ đã sớm lên kế hoạch. Kíp nổ đã bị chặn lại khi họ bước vào trong căn cứ này rồi. Lần này tổ chức phái đến một người. Hắn là kẻ tàn nhẫn nhất trong 500 thủ lĩnh bất tử. Dù vẻ bề ngoài nhìn chỉ như đứa trẻ mười mấy tuổi, thế nhưng tuổi thật đã hơn 100 rồi. Nhiệm vụ của hắn ta lần này là mang theo chủng virus và thuốc chữa về, sau đó bắt sống người phụ trách, còn những người khác xử hết. Những người biến dị sau khi được đưa về phòng an toàn tĩnh dưỡng, thấy yên tĩnh thì tưởng rằng những người của tổ chức kia đã rời đi. Thế nhưng lúc này họ vẫn ở trong viện, bí mật theo dõi tất cả. Xem được cảnh người phụ trách giết chết Sid, tên kia vô cùng tức giận, bởi vì người phụ nữ trước mặt chính là mẹ của cậu ta. Bên này người phụ trách dự định, sau khi tất cả người của tổ chức rời đi, thì sẽ đem thuốc chữa bệnh rời khỏi. Hai người đi tới căn phòng trắng, khi ông ta vừa lấy thuốc ra thì tên cầm đầu kia xuất hiện, vì để bảo toàn mạng sống, ông ta trực tiếp vứt thuốc xuống nền tuyết. Khi hai người họ lấy vũ khí ra thì phát hiện tên cầm đầu đã biến mất. Hóa ra người phụ trách sớm đã có chuẩn bị, ông ta hiểu rõ tổ chức này, vì chính ông cũng từng là một trong 500 người bất tử của tổ chức. Khi Jack và Annie đang chuẩn bị mang thuốc về phòng an toàn, thì điện thang máy đột nhiên bị mất. Bên trong tối đen như mực, tới khi điện hồi phục trở lại, Annie đã biến mất rồi, rõ ràng tên cầm đầu đã bắt Annie đi. Khi mấy người họ trở lại phòng an toàn, ở ngoài cửa đột nhiên có một hộp sắt rơi xuống, bên trong là một bức huyết thư, còn ở đáy hộp là một ngón tay của Annie. Phòng an toàn này đã không còn an toàn nữa. Cuối cùng người phụ trách chủ động đến tìm tên cầm đầu. Tên cầm đầu dùng mạng sống của Annie ra để uy hiếp ông. Sau đó hắn bắt ông phải đưa ra lựa chọn, đầu tiên là Annie, thứ hai là người bảo vệ thân cận của ông. Một bên là cốt nhục của bản thân, còn một bên là đứa trẻ mà ông đã nuôi dưỡng từ bé tới lớn. Lúc này người phụ trách thật sự rất đấu tranh. Tên cầm đầu đưa ra một cái iPad. Thời gian chỉ 30 giây, lúc này người bảo vệ đưa ra quyết định. Anh ta sẽ trực tiếp gỡ quả bom ra khỏi cổ. Nhìn thấy cảnh tượng ngoài ý muốn này khiến tên cầm đầu buông lỏng cảnh giác. Sau khi khống chế được tên cầm đầu, Jack còn gõ thêm cho hắn ta một phát vào mặt. Vào lúc này màn hình trong phòng đột nhiên sáng lên. Bên trong chính là thuộc hạ của tên cầm đầu và mẹ của Annie, cũng chính là vợ của người phụ trách đang bị trúng nhốt lại.
Sau đó, Jack và Pete tới hỏi tên kia rốt cuộc mục đích thật của hắn tới đây là gì, mà hắn ta lúc này lại nhắc đến một thành phố. Thành phố này đã bị dịch bệnh tràn lan khắp nơi. Jack rất tò mò, chủng bệnh này từ đầu tới cuối không hề bị mang khỏi căn cứ nghiên cứu này, vậy thì tại sao lại bùng phát ở trong thành phố? Bọn họ nhanh chóng đến tìm người phụ trách, ông ta xem xong cũng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng vấn đề cần giải quyết trước mắt chính là tìm ra nơi mà Anna bị nhốt, mấy người nhanh chóng hành động. Thế nhưng tất cả mọi việc đều bị đối phương nắm bắt hết. Hóa ra John tới đây chỉ vì một mục đích, không phải vì tổ chức, cũng không phải vì bản thân. Người phụ nữ nguyền rủa John vì hắn ta đã phản bội, và rõ ràng là John đang rất vội vàng. Hóa ra người phụ trách vì chuyện nghiên cứu mà bắt cóc vô số trẻ em. Sau khi chúng bị tiêm một lượng nhỏ virus vào, thì sẽ được đưa tới các nơi trên thế giới. John yêu cầu người phụ trách hãy nói ra những thành phố có người được đưa tới. Người phụ trách giờ đây không còn bán mạng cho tổ chức nữa, nên ông ta sẵn sàng cung cấp tất cả những thông tin mà mình biết. Sau khi John rời đi, người phụ trách đưa virus và thuốc chữa cho Jack. Đồng thời Pete lén lút đi tới chỗ nhốt tên cầm đầu. Hóa ra việc trong thành phố bị nhiễm bệnh chính là thủ đoạn của Pete. Cậu ta vì muốn trở thành người bất tử mà sớm đã hợp tác với bên tổ chức. Pete cũng không ngờ rằng mọi việc lại phát triển tới bước này. Vì muốn có được sự bất tử, cậu ta chỉ đành lựa chọn một ăn cả ngã về không. Chuyện này sẽ hơi đau đấy. Qua một lúc sau, Pete chạy về tìm Jack. Cậu ta giả vờ tự trách bản thân đã vô ý để tên cầm đầu chạy mất. Sau đó bọn họ nhanh chóng rời đi, đem theo tất cả thành quả nghiên cứu lên xe. Jack đưa cho Annie chủng virus và thuốc chữa. Vì chỗ trên trực thăng có hạn, nên Jack lựa chọn đi bằng đường bộ. Vào lúc hai người hôn nụ hôn tạm biệt, Pete đứng bên này nhìn thấy rất khó chịu. Đúng vậy, mục đích của Pete là trở thành người bất tử, đợi sau khi Jack già rồi sẽ ở bên cạnh Annie. Thế nhưng cậu ta không hề biết tình cảm của mình sắp biến thành một sai lầm lớn. Mà lúc này Penny được thông báo rằng cô đã mang thai. Vị tiến sĩ kia chúc mừng cô. Thế nhưng anh ta không hề biết đứa con này là của Jack, còn cho rằng đó là sai lầm anh ta đã mắc phải khi quá căng thẳng. Vào lúc mọi người chuẩn bị rời đi, căn cứ nghiên cứu chìm trong biển lửa. Hầu hết tất cả các nhà nghiên cứu đều bị chôn mình trong căn cứ. Khi Jack tỉnh lại vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tên cầm đầu bắt Annie đi. Thấy vậy Jack nhanh chóng chạy tới. Annie không để cho kế hoạch của chúng thành công, cô đưa thuốc cho Jack, sau đó đạp anh xuống máy bay. Jack bất lực nhìn chiếc trực thăng rời đi. Đây chính là đoạn kết thúc của bộ phim. Bên này đang phát ra tiếng chuông cảnh báo. Thị trấn này đã từng là một nơi nhộn nhịp, hoa lệ, thế nhưng bây giờ chỉ còn là một màu đen ảm đạm, tĩnh mịch. Người phụ nữ này đang thấp thỏm bên cửa sổ. Không sai, cô ấy là đang đợi tin tức để sơ tán khỏi đây. Hiện tại, chủng bệnh D đã lây lan khắp các thành phố. Kenneth và gia đình sau khi nghe được cảnh báo thì liền cấp tốc rời đi. Tất cả mọi người trong thị trấn đều vội vàng chạy ra đường. Rất nhanh trên đường phố đã đầy ắp những người muốn được sống. Vì để đảm bảo tất cả mọi người đều có thể an toàn rời đi, quân đội chỉ định địa điểm để mỗi người trước khi được đưa đi phải tới kiểm tra. Thế nhưng lúc này Kenneth và chồng lại có biểu hiện vô cùng đáng ngờ. Sau khi con gái thuận lợi vượt qua bước kiểm tra, quân đội tới xem thì phát hiện người chồng có chỗ không ổn. Lập tức ông ta bị người lính kia kéo qua một bên. Và chính vào lúc này, người chồng lấp liếm rằng bản thân vừa mới mổ ruột thừa xong. Thế nhưng bây giờ trong mắt của người lính kia, người chồng đang là mối đe dọa nguy hiểm. Sau đó người chồng bị cưỡng chế cởi áo. Vừa nhìn thấy vết thương, người lính kia lập tức trở nên căng thẳng. Bọn họ thậm chí còn bỏ lại người cần cứu hộ rồi lên xe rời đi. Thế nhưng con gái của Kenneth vẫn còn ở trên chiếc xe kia. Cô hét lớn nói với con gái hãy ở sân vận động đợi cô đến đón. Sau đó, Kenneth đem chồng về nhà và lúc cô ra khỏi phòng lấy đồ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Tới khi cô quay lại căn phòng mà chồng mình đang ở trong, rất rõ ràng chồng của cô đã biến thành xác sống. Kenneth nắm chặt lấy chiếc khăn mặt để giảm bớt căng thẳng. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng của một người khác đang bị tấn công, thì mới lập tức đứng dậy. Kenneth không hề quay đầu sống chết chạy ra bên ngoài đường lớn. Cô ấy giống y như một chiếc máy phóng thẳng lên trên hàng rào sắt. Dù vậy nhưng người chồng vẫn đuổi theo không ngừng. Chính vào lúc này có một người đàn ông nhìn giống như là một binh sĩ. Nếu như không có trên 10 năm rèn luyện, thì không thể nào bắn bách phát bách chúng thế này được. Kenneth tuy rằng vô cùng sợ hãi, nhưng người lính này đã cứu cô. Cô trực tiếp chạy tới trước ôm lấy anh ta, cầu xin anh ta hãy giúp mình đi tới sân vận động để tìm con gái. Thế nhưng lúc này Kenneth không hề biết tên lính trước mặt cô chỉ là sói đội lốt cừu.
bởi vì tên da đen này trước đây từng là một tên tù nhân chạy trốn và hiện tại cũng đang bị bắt thêm một lần nữa. Người lính này trong lúc không phòng bị đã bị hắn ta trực tiếp tấn công, hắn ta thậm chí còn kẹp chặt người lính kia. Thế nhưng tình huống này có lẽ sẽ được giải quyết nếu người lính đã được huấn luyện bài bản. Hiện tại tên da đen đang đem theo Kenneth rời khỏi thị trấn, thế nhưng đi tới cửa thì bị quân đội chặn lại, chỉ một vài người lính thì cũng không thể ngăn cản được đoàn người đang chạy loạn. Cô gái người Hàn này như chim sổ lồng, cô dùng cả mạng sống để len vào lỗ nhỏ trên hàng rào rồi trốn thoát, ngay sau đó hàng rào trực tiếp bị đạp đổ. Người trong thị trấn phân tán chạy khắp nơi, bọn họ chẳng hề quan tâm bên dưới cầu có cả trăm xác sống đang đợi. Cô gái người Hàn may mắn tìm thấy chỗ trên một chiếc xe ô tô, và tất nhiên những người còn lại phải ở bên ngoài xe. Vào thời điểm hiện tại sẽ chẳng có ai dám mạo hiểm để cứu người khác. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn thừa lại 4 người bọn họ đều trốn chạy từ các nơi khác nhau. Đi một lúc mấy người may mắn tìm thấy một chiếc xe ô tô, thế nhưng người bên trong xe rất cảnh giác, mới đi chưa được 2 bước bọn họ đã nhìn thấy cảnh sát sống đang tấn công người, nhưng họ không còn cách nào chỉ có thể nấp đi cách đó 10 mét để quan sát. Lúc này bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh sát sống tấn công người khác. Mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt, quá kinh sợ bọn họ bèn cấp tốc rời khỏi. Tên da đen đem theo mấy người chạy tới bên ngoài một trường học, lúc này màn đêm đã buông xuống. Bọn họ bắt buộc phải tìm được một nơi an toàn để trốn. Đột nhiên Kenneth nhìn thấy cái gì đó, họ cảm thấy rất khó hiểu đối với hành động ngớ ngẩn của người kia. Thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, họ quyết định sẽ đi vào trường học. Bọn họ đi qua một hàng rào tiến đến trước cánh cửa. Nhưng chiếc ván gỗ ở trước cửa khiến họ cảm thấy ngôi trường này có vẻ không hề còn an toàn. Người đàn ông này nhắc nhở cô gái thắt chặt dây an toàn, bây giờ họ phải tăng tốc. Sau đó anh ta đạp chân ga lên tốc độ 200 km/h. Thế nhưng sau khi anh ta vượt qua chiếc xe phía trước, một giây không chú ý đã khiến cô gái ngồi phía sau hạ cánh an toàn xuống địa ngục. Vụ việc lần này cũng không hoàn toàn do người đàn ông sai, bởi vì chiếc xe này một tiếng trước vẫn còn thuộc về cô gái vừa mới bị bay lúc nãy. Cô khi đó vẫn còn di chuyển một mình rồi đột nhiên người đàn ông xuất hiện. Đối phương tỏ ra rất yếu đuối và bày tỏ mình chỉ là một người đàn ông đẹp trai cần được cứu giúp. Thấy vậy người phụ nữ bèn bị lời mật ngọt của tên kia dụ dỗ. Tên kia còn bảo đảm mình sẽ ở bên cạnh người phụ nữ đến hết đời. Thế nhưng chỉ một lúc sau, xuống xe, nếu không tôi sẽ không để cô sống quá một phút nữa. Người phụ nữ hối hận vì đã tin vào lời thề non hẹn biển của hắn ta. Khi cô vừa xuống xe, thì cảnh tượng này chính là lúc mọi người trong thị trấn kia chạy tới. Và rồi anh chàng có râu này chạy lên nhanh chóng đạp ga đi. Khi trong xe hắn ta còn đảm bảo mình không phải người xấu, vì hắn ta khi nãy đã cứu cô. Sự lây lan nhanh chóng của virus đã khiến họ phải nhanh chóng sơ tán tới sân vận động. Lúc này một vấn đề khác lại phát sinh. Cô gái Hàn Quốc nhìn thấy một chiếc xe bán tải đang bám theo họ. Thấy vậy cô liền nhắc nhở anh có dâu. Sau đó anh chàng dâu nhanh chóng lái sang một con đường khác. Xe chưa đi được bao lâu, mấy người bọn họ liên tục bị những người bên đường tập kích. Họ phối hợp hoàn hảo với nhau, thậm chí còn có người ném cả bom lửa. Mà anh chàng có dâu kia giống y như tài xế có trên 10 năm kinh nghiệm vậy. Đối mặt với tình cảnh này cũng không khiến anh ta nào núng. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì lại hạ chân ga cố định tốc độ xe. Anh ta kêu cô gái người Hàn xuống kiểm tra xem xe có phải đã bị kẹt cái gì đó không. Xem xong cô phát hiện dưới gầm xe bị kẹt một chiếc xe đạp của trẻ em. Nhưng vào lúc này, không xa có một xác sống. Mau lên xe, cô gái người Hàn nhanh chóng chạy lên xe. Thế nhưng xác sống đột nhiên xuất hiện trên nóc xe. Thấy vậy anh có dâu đạp mạnh chân ga, rồi lại đạp tiếp một lần ga nữa làm văng xác sống xuống. Chỉ trong mấy chục phút ba người bọn họ đã trải qua tất cả những sự cố kinh hãi nhất đời người. Nhưng đây vẫn chỉ là khởi đầu, xe của họ bị chiếc xe bán tải đuổi tới, tình huống này khiến cho họ thở một hơi thôi cũng không dám, người của cả hai chiếc xe này đều không hề có ý định xuống xe. Bầu không khí lúc này áp lực đến mức không thể thở được, anh có dâu từ từ nhấn ga tiến về phía trước thế nhưng chiếc xe bán tải kia cũng tiến lên y như vậy, anh có dâu không thể nhẫn nại, trực tiếp sử dụng kỹ thuật lái xe thượng thừa đã học được suốt 10 năm qua, anh ta thậm chí còn không dùng phanh xe, cứ thế không ngừng tiến vào trong ngõ nhỏ, cuối cùng khi tới ngã tư thì cắt đuôi được chiếc xe kia. Tuy rằng lừa được chiếc xe bán tải, thế nhưng họ lại gặp được người tới cầu cứu. Tình thế cấp bách, anh có dâu trực tiếp đạp ga rồi rời đi. Chưa đi được bao xa mấy người ở trong xe đã vui vẻ vừa nói vừa cười. Bọn họ bởi vì đã giải quyết được chuyện căng thẳng suốt một tiếng qua, mà cùng nhau vui vẻ hát.
Đúng lúc này, họ bị chiếc xe bán tải kia đụng phải. Do bị công kích bất ngờ nên họ không ai chú ý tới đường phía trước và đụng vào tường. Cô gái người Hàn lập tức kéo anh có râu chạy khỏi. Mấy người trên xe bán tải cũng cuống cuồng chạy xuống. Mấy người đuổi bắt nhau trên đường. Tốc độ của họ thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ của bà nội tôi nữa. Cuối cùng hai người chạy được vào bên trong một cửa hàng tiện lợi. Khi ngày tận thế đến, điều quan trọng nhất chính là đi vào những tòa nhà giống như mê cung. Bởi vì bạn không thể biết rằng giây tiếp theo ở đây sẽ xuất hiện thứ gì. Anh da đen và những người đồng hành vì để tìm nơi nghỉ ngơi nên mới vào đây. Nhưng lúc mấy người đang nghỉ ngơi thì nghe thấy một âm thanh rất đáng sợ. Âm thanh cho thấy tại tòa nhà này còn có những người khác nữa. Mấy người rất cảnh giác đi ra ngoài kiểm tra. Vào lúc anh da đen định ra tay, rất may Kenneth ngăn cản kịp thời. Tuy rằng đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi mấy người chạy tới thì không hề thấy bóng dáng của đứa bé kia đâu nữa. Anh da đen vô cùng cảnh giác, anh ta cảm thấy họ vẫn nên là rời khỏi nơi này. Bởi vì không thể nào chỉ có một mình đứa trẻ. Hơn nữa rõ ràng nó cố tình thu hút sự chú ý của họ. Thế nhưng anh bị câm này lại không thấy thế, anh ta còn muốn cứu đứa trẻ đó nữa. Vừa mới dứt lời thì đứa bé lại xuất hiện. Anh câm đi lên trước thử khuyên nhủ, nhưng đứa trẻ lại tiếp tục chạy. Thấy vậy anh da đen đã chắc chắn đây là một cái bẫy. Thế nhưng anh câm là người có trái tim của Chúa, cứ vậy muốn đi cứu đứa bé. Vào lúc Kenneth cố hết sức khuyên nhủ anh ta, và rồi mấy người họ đưa ra kế hoạch, họ sẽ chia thành hai đội đi tới cửa của tòa nhà. Nếu như trên đường gặp phải cậu bé thì sẽ cứu, còn nếu như không gặp thì họ sẽ cứ vậy mà rời đi. Như vậy Kenneth và anh Câm cùng một đội, họ đi tới phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng rổ. Khi vừa mới bước vào liền ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra. Chưa đi được vài bước anh Câm trực tiếp ngã nhào ra đất. Kenneth liền đi lên trước kiểm tra, cảnh tượng trước mắt khiến cô trực tiếp nôn ra. Vào lúc cô quay người chuẩn bị rời đi thì cô nghe thấy tiếng của cậu bé lúc nãy. Cô thử đi theo âm thanh từ từ tiến lên phía trước. Tiện tay cô cầm luôn một con dao. Men theo âm thanh cô đến trước cửa một nhà vệ sinh. Khi cô mở cửa căn phòng ra xem thì không thấy gì. Sau đó cô liền lập tức rời đi. Thế nhưng khi ra tới nơi thì phát hiện cửa bị khóa trái. Kenneth bị nhốt ở lại nơi này. Phía bên kia, anh Câm chuẩn bị chạy khỏi môi trường thì gặp phải cậu bé kia. Khi anh ta vừa quay đầu thì nhìn thấy mấy thanh niên đã chĩa mũi súng về phía mình. Sau đó anh Câm bị trói lại và đưa đi. Bọn chúng đưa anh Câm về một căn phòng bí mật khác trong trường học. Bên trong này cũng có rất nhiều cô cậu thanh niên khác đang làm việc. Thậm chí tất cả hệ thống giám sát của chúng cũng đều hoàn hảo. Mà lúc này anh da đen vô cùng cảnh giác cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Anh ta nghe thấy tiếng kêu cứu của Kenneth. Men theo âm thanh anh ta đi tới trước cửa. Hai người gấp gáp rời khỏi ngôi trường. Thế nhưng tất cả các cửa trên đường mà họ đi đều bị khóa hết. Cuối cùng tới một góc trường thì trực tiếp gặp phải lũ thanh niên kia. Nhìn thấy trước mặt mình đều là những đứa trẻ mới lớn, nên hai người bọn họ vốn không hề cảnh giác gì. Bọn chúng uy hiếp anh da đen, chỉ cần anh ta đưa ra vũ khí của mình thì chúng sẽ để họ rời đi. Tất nhiên là anh da đen sẽ không để bị mắc bẫy. Thế nhưng lúc này Kenneth vì thấy bọn chúng vẫn còn nhỏ, mà khuyên anh da đen đừng ra tay. Vì Kenneth ra sức khuyên nhủ cuối cùng anh da đen cũng buông súng xuống. Chàng trai này sai đàn em cởi trói cho anh Câm. Thế nhưng khi anh Câm nhìn thấy Kenneth và anh da đen, cuối cùng Kenneth còn chưa kịp ra tay thì đứa trẻ kia đã xử hộ luôn rồi. Sau khi chết anh ta lập tức biến thành xác sống. Anh ta phát ra những âm thanh kinh khủng. Vào lúc anh Câm đuổi hai người họ tới ngõ cụt thì họ được một kẻ lang thang cứu giúp. Bọn họ cứ vậy rời đi. Mà trong trường học đứa trẻ kia lại đứng ở cửa và để ra ngoài một miếng gỗ chắn tiếp tục đợi người khác tới đặt bẫy. Chạy khỏi trường học mấy người cứ thế đi bộ lên phía trước. Lúc này họ phát hiện cách đó không xa dường như có chuyện xảy ra. Một người đàn ông đang ném bạn đồng hành của mình ra ngoài. Lúc này anh da đen nhanh chóng chạy lên giúp đỡ. Một số người khác cũng chạy ra từ căn nhà kia. Hóa ra là cô gái người Hàn và anh có dâu. Vào thời điểm khan hiếm lương thực của ngày tận thế, binh lính không còn cần phải canh gác nữa, mà bọn họ đã biến thành những thợ săn zombie sống. Trước mắt là một đoàn người đang đi trước nơi ẩn náu. Anh đầu chọc rõ ràng hiểu rất rõ quy định của nơi này. Anh ta đặc biệt mang hai người phụ nữ đến trước camera. Anh béo sau khi nhìn thấy hàng tươi ngon liền lập tức mở cửa. Lúc kiểm tra tên đầu chọc thì chỉ gọi là kiểm tra cho có lệ. Thế nhưng lúc tên mập tiến đến kiểm tra Kenneth thì vô cùng kỹ càng. Thế nhưng Kenneth không phải là một người phụ nữ tùy tiện. Dù đã phát hiện ra nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn để có thể hoàn thành kế hoạch của họ. Tên mập khi trên đường đưa họ đi vẫn không nhịn được mà quay mặt lại nhìn Kenneth. Hắn đơn độc đưa cô đi.
Khi đưa cô đến một căn phòng thì nói cô đợi khách tới, mà tên đầu chọc nhân cơ hội đưa Penny và những người khác vào trong nơi này. Chính là vậy, mục đích của bọn họ chính là vũ khí của nơi này. Mà lúc này, tên lính canh đang đứng ở cửa kho vũ khí vẫn còn chưa nhận ra, mạng của hắn không còn giữ được lâu nữa. Anh da đen đi tới đạp cho hắn một phát, sau đó khi hắn ngã xuống đất thì đập hắn không ngừng. Cuối cùng cô gái người Hàn tới kết liễu luôn mạng hắn. Lúc này anh đầu chọc bắt đầu sử dụng kỹ thuật của mình, chỉ lấy ra một chiếc thìa nhét vào lỗ khóa, sau đó dùng hai sợi dây sắt mở khóa cửa. Mấy người bước vào căn phòng đều bị choáng váng, tất cả vũ khí ở nơi này hoàn toàn có thể cứu sống cả một đoàn người. Sau đó bọn họ đem tất cả vũ khí bỏ vào bao, cứ như là đang ở nhà mình vậy. Bên này Penny và anh có dâu cũng không hề nhàn rỗi, hai người đi tới vũ trường. Anh có dâu đi tới phòng điều khiển để cắt đi hệ thống điện của nơi này. Bọn họ không chỉ muốn lấy đi vũ khí mà họ còn muốn phá nát căn cứ này. Mà nhiệm vụ vất vả nhất chính là của Kenneth, bởi vì cô cần phải đợi thời cơ. Đối mặt với đống thịt của tên béo này, Kenneth chỉ có thể dùng tay đánh liên tiếp lên mặt hắn. Thế nhưng đột nhiên điện trong phòng bị ngắt, lúc này tên mập bắt đầu cảnh giác quay người rời đi. Mỗi người trong số bọn họ đều đã được phân công rõ ràng nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Penny chính là tới vũ trường cởi áo khoác của mình ra. Cô bước lên trước mắt một tên để ve vãn. Hai người cứ vậy lập tức tóe lên ngọn lửa dục vọng, nhưng hắn ta không hề biết mình đã trở thành người được chọn. Vào lúc điện vừa bị ngắt, Penny một dao xử đẹp tên kia. Cô cũng vẫn không biết chồng đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lúc này cô người Hàn và mấy người khác đang mang theo vũ khí thông qua đường ống thông khí để rời đi. Thế nhưng đột nhiên, tuy rằng cô gái người Hàn vẫn bình yên vô sự, thế nhưng anh đầu chọc lại không may mắn bị đạn lạc bắn chết. Thấy vậy cô ta nhanh chóng chạy đi. Sau khi chết, anh đầu chọc biến thành xác sống không ngừng đuổi theo cô. Tới khi cô chạy đến được cửa thoát thì chân bị xác sống tóm được. May mắn thay, anh da đen xuất hiện ở cửa ống thông khí cứu cô. Hai người đem theo vũ khí cướp được tới địa điểm được chỉ định. Cô người Hàn đối với món đồ trước mắt vô cùng hài lòng. Những người khác cũng đều chạy tới, nhưng không xa đột nhiên có tiếng của xác sống. Mọi người nhanh chóng nấp vào trong căn phòng nhỏ, còn xác sống bên ngoài kia cũng ngay lập tức bị súng bắn chết. Sau đó anh da đen chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Binh lính nhìn thấy quân phục trên người anh da đen mới buông bỏ phòng bị. Biết được bọn họ muốn đi đến sân vận động, hai người lính kia bày tỏ họ biết một con đường tắt có thể trực tiếp tới đó. Sau đó họ đi tới một nhà ăn vô cùng rộng rãi, họ quyết định sẽ ở đây nghỉ ngơi một đêm. Hai người lính kia biết anh da đen thuộc về một tổ chức quân đội đã được đặt tên, thì liền bắt đầu cảnh giác. Anh da đen vốn tưởng rằng quần áo trên người mình có thể khiến hai người này dễ dàng tin tưởng, nhưng anh ta không ngờ rằng áo của anh ta chính là của bạn đồng hành của hai người họ. Vào lúc tất cả mọi người đã ngủ, họ liền lén lút trói anh da đen đi. Kenneth thức dậy phát hiện anh da đen biến mất thì liền bắt đầu cảnh giác, sau đó men theo âm thanh mà đi tới phía sau mấy người bọn họ. Nhìn thấy Kenneth, hai người lính kia không hề kinh hãi, bọn họ còn giải thích tất cả với cô. Sau khi biết anh da đen không phải là người của quân đội mà là một tên sát nhân, Kenneth lộ ra vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Anh da đen cũng thẳng thắn thừa nhận tất cả với cô. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của anh ta, cô lập tức lấy khẩu súng ra xử hai người kia. Không sai, bây giờ anh da đen đã trở thành bạn đồng hành của cô. Trong cái thế giới này, người xa lạ mới chính là kẻ nguy hiểm nhất. Sau khi quay lại, tất cả họ lại bắt đầu tiếp tục đi tới sân vận động. Lúc này trong tay của họ đều là những vũ khí mà họ vừa ý. Bởi vì qua những kinh nghiệm có được, bọn họ đã không còn tin vào lời nói dối có thể đi sơ tán nữa. Sau khi virus lan ra một tháng, những người có thể sống tới giờ năng lực chiến đấu đã không còn giống như người thường nữa. Hơn nữa mọi người cũng đều học được cách dùng tất cả các loại súng. Nhưng bọn họ đối với những tình huống khẩn cấp vẫn chưa thể linh hoạt ứng phó. Chỉ có một con xác sống mà phải bắn tới hơn 100 phát đạn. Anh da đen chuẩn bị tiếp tục đi thì phát hiện Penny có gì đó không đúng. Thấy Penny bị biến thành xác sống, tất cả mọi người ngay lập tức chạy toán loạn. Mục đích quan trọng nhất của họ lúc này là chạy tới sân vận động cách đây mấy nghìn mét, bởi vì tất cả mọi người cho rằng chỉ cần tới đó là sẽ được bảo vệ. Lúc này mọi người tay cầm súng bắn, nhưng lại không biết muốn giết được xác sống thì phải bắn vào đầu. Mấy trăm người bị mấy chục con xác sống đuổi bắt, mà cô gái người Hàn này bây giờ bỗng biến thành một kẻ đần độn, bắn trúng anh có dâu. Nhìn thấy anh ta biến thành xác sống, cô ta cũng không nương tay. Penny bên này sau khi biến thành xác sống vẫn luôn chưa được giết người. Mỗi khi cô ta tiếp cận một con mồi nào thì đều sẽ bị người khác bắt gặp. Trên người cô ta chắc phải ăn hơn 100 phát đạn rồi. Bên này súng trong tay anh tóc xoăn bị một người lạ hoắc cướp mất. Thế nhưng đối phương sau khi lấy được thì bị Penny từ đâu chạy tới đẩy ngã.
Nhìn thấy đám người khát thịt chạy tới, anh tóc xoăn cũng sợ hãi chạy mất dép. Chẳng bao lâu anh ta đã thu hút hơn chục xác sống đuổi tới. Đến bây giờ trên tay những người còn sống phần lớn đã không còn vũ khí nữa, bọn họ thậm chí còn chạy như đi đồ 100 mét. Phía bên này, anh da đen và cô gái người Hàn đã chạy tới bên ngoài sân vận động. Bọn họ yểm trợ cho Kenneth và anh có dâu tiến lên phía trước. Lúc này phía trước có từng đoàn xác sống, phía sau xác sống đuổi đến, cũng lên đến 100.000 con. Bây giờ chỉ có duy nhất một cơ hội, chính là cứ thế đột phá chạy đến sân vận động phía trước. Anh da đen trên đường yểm trợ mấy người bọn họ vào trong, thế nhưng lúc này chân của anh có dâu đã thối rữa rồi. Không còn cách nào, Kenneth chỉ đành một súng bắn chết anh ta. Cuối cùng bọn họ cũng vào trong được sân vận động. Cánh cửa sân vận động lúc này cũng chỉ được khóa lại bởi một khẩu súng ngắn. Mấy người tiếp tục đi. Nhưng bên trong sân vận động bây giờ không một bóng người. Đúng như những gì họ nghĩ, căn bản chẳng có cuộc sơ tán nào cả. Tất cả chỉ là chiêu trò để quân đội xoa dịu người dân. Bọn họ ngay từ đầu đã không có ý định di tản. Bất cứ ai Kenneth tìm kiếm khắp nơi xem có thấy con gái mình không, đột nhiên không xa có người xuất hiện. Mấy người lập tức cảnh giác, bọn họ đối súng lẫn nhau chứ không có hề bóp cò. Phía sau người kia đột nhiên có một bé gái xuất hiện. Đó chính là con gái của Kenneth. Gặp được con khiến cô đứng yên nghẹn ngào. Nhìn hình ảnh con gái rõ ràng từ từ chạy tới bên mình, và muốn hỏi con rốt cuộc mấy ngày qua con đã phải trải qua những việc gì. Bộ phim hôm nay đến đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để xem nhiều bộ phim hay và thú vị hơn nhé.